Bà chị, cái này tôi tập không có được. Thì xì chừng nào mà tôi xẹp hơi, tôi hết xì. Trời ơi, sao bà này bắt tập cái xe dục gì kì vậy trời. Chuẩn bị. Gì vậy, chuẩn bị gì? Giờ xì thiệt quá ha. Xẹp rồi. Thôi, khỏi tập. Ngồi nói chuyện chơi không anh ơi? Thôi rồi bà chị nghỉ đi, đứng phiên tu tập. Trời đất ơi, gì vậy? Biểu nghỉ đi, tao nói chuyện cho chơi cho vui, rồi tập hoài. Thôi rồi, muốn nghỉ nghỉ. Nè bà chị ơi, bà chị mới gì chạy vậy đó, bà chị đừng có ngồi liền. Ngồi liền á, rồi mất công nó ép tim, rồi cái tim nó bị lớn á. Dân tập thể dục mấy chục năm nay rồi ha, khỏi chị ha. Lại ngồi chơi. Tao ngồi đây được rồi. Chứ ngồi gần bà chị xì hỏi tôi xỉu á. Ông anh sao khó tính quá. Ông anh ơi. Nghe. Tối nay rảnh không? Gì? Bà chị mới hỏi gì? Tối nay rảnh không? Mới quen cái rủ rê. Tối nay rảnh không á. Chà, rủ đi đâu đi trời. Ôi bà chị ơi. Tôi nói thiệt với bà chị nha. Thôi bà chị rủ ai rủ chứ đừng có rủ tôi. Không có rảnh đâu nè. Nhìn đây rồi cái đừng coi thường nha, rủ biết đâu là trộm cướp hay là giang hồ lường gạt khổ nữa đó. Ê ông anh. Dạ? Ông anh có nghe lộn vậy? Tôi đâu có nói tiếng nào mà tôi rủ ông anh đâu. Tôi hỏi ông anh rảnh không? Chứ tôi đâu có rủ. Ủa, nghĩ sao vậy? Xin lỗi nha, nằm mơ dớp được tôi đâu. Chứ bà chị kêu tôi rảnh làm gì? Tôi nói là tối nay á, là tối đón trung thu. Ông anh có rảnh này đi coi đón trung thu thì con muốn lâm không? Chị coi. Mắc cười quá. Thì ra đó là bà rủ rê tôi chứ còn gì nữa, hỏi rảnh không? Thì rảnh cũng không đi đi chỗ này chỗ kia thì đi đón trung thu cũng là vậy thôi. Trời ơi, ở đời á thì đàn ông mở miệng mời đàn bà, chứ đàn bà nào mở miệng mời đàn ông mà ông anh nói giọng vậy. Bà chờ tôi mở miệng á. Dẹp mộng đi. Trời ơi sao. Cũng chảnh dữ cô ha. Cô đơn chứ còn lâu. Đây nè, tôi cho bà chị biết trung thu á là để dành cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa thiếu nhi. Thấy không? Còn mình lớn rồi đi đón trung thu vậy. Trời đất ơi, trung thu là người lớn, con nít gì thích thì đi đón, chứ có gì đâu. Thôi giờ nè, tôi hạ mình xuống nè, ông anh chảnh quá. Tối nay đi đón trung thu tôi không? Thôi tôi lại bà chị thương tôi đi. Sao vậy? Già cả hết rồi mà đi đón trung thu cái gì? Già thì già chứ ai nói ông đâu. Tôi nói ông nghe, già là già cái mặt, già cái mày, thế cái tâm hồn còn trẻ lắm. Ông anh cứ nghe lời tôi đi, đi đón trung thu đi. Trời ơi vui lắm. Nếu mà ông anh đồng ý đó ha, tôi bảo đảm với ông, tôi mua cái đèn. Ông là cái đèn ông sao, tôi cái đèn con cá. Hai đứa mình đốt lồng đèn. Tết trung thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường. Bà hát đã chưa? Ăn bánh trung thu. Tôi cho bà biết nha. Đèn ông sao, tôi còn ông sao đúng. Còn bà mà con cá cái gì? Con gì? Bà ném về con cáo. Trời đất ơi, già muốn chết mà cầm lồng đèn con cá tới đi luôn. Đèn ông sao, đèn gì nữa. Mệt quá. Trời đất ơi, ông anh ơi. Sao tôi thấy ông anh sao già mà ông anh khó tính, ông anh cọc cằn, ông anh thô lỗ quá à. Dạ. Tôi rủ ông anh đi chơi để đón trung thu, để coi đứa con nít á làm sao để đón trung thu nó vui vẻ thì mình cũng thấy tâm lòng mình cũng phơi phới. Chứ ông anh đi tập thể dục làm cái gì? Ông anh tập thể dục làm gì? Tôi xin lỗi ông anh nha. Mặt của ông anh á cọc cằn thô lỗ quá. Già cái kiểu như ông anh á chết sớm hơn á. Tôi đó. Trời quẻo à. Tôi tập thể dục không? Cho nó khỏe khoắn trong người rồi về tắm rửa, ăn cơm, ngồi ngủ nghỉ xem tivi xong. Ủa không có con cháu vậy hả? Sao không có bà? Có con cháu xong đủ con cháu đón trung thu chơi cho vui. Con cháu của tôi đầy đàn đầy đống luôn nữa. Rồi sao không rủ đi chơi cho vui? Đủ gì? Cái chuyện đó để cha mẹ nó lo. Mắc mới dính tới tôi đâu, tự nhiên tôi lo. Không hợp với con nít hả? Không hợp nít. Người lớn hợp không? Không hợp luôn. Chà. Kiểu này căng dữ nha. Tôi nghe nè. Gì? Có một chỗ không hợp lắm á. Hợp đâu? Mua cái nhà trên núi á, sống trên núi thành cái am luôn, cái chỗ đồng hạp đó á. Già rồi, mình phải cái tâm hồn mình trẻ trung. Ông anh tập thể dục làm cái gì mà tâm hồn của ông anh khô khan cằn cỗi vậy? Ông anh phải vui tươi lên, phải là con người của ông anh là phải trẻ, phải khỏe.
thì ông anh mới sống lâu được. Trời ơi, gì đâu mà con cháu trong nhà mà ông anh cũng hạp, người lớn ông anh cũng hạp. Ông anh phải hạp, phải cởi mở ra. Ông hiểu không? Phải cởi, phải mở, phải... Gì vậy, vậy? Tự nhiên nãy giờ rủ đi chơi, bây giờ kêu cởi mở nè. Đừng nói tôi cởi này cởi kia nghe. Trời ơi, tôi nói cởi mở, cái tấm lòng ông anh phải cởi mở ra. Thì con cháu nó mới sắp sắp lại gần ông anh. Nè nè, tôi cho bà biết. Bà ra đây á, bà rủ tôi, bà rủ ra tôi. Hay là bà ra đây bà tập thể dục, hay là bà muốn dạy đời tôi. Tự nhiên, cái chuyện gia đình tôi, kể gia đình tôi. Lấy danh nghĩa là bạn dân chơi thể thao với ông, dạy đời ông được không? Bây giờ nè, tôi cho bà biết. Đây đây, bà muốn hỏi về hoàn cảnh gia đình tôi phải không? Ừ. Tôi kể cho bà nghe. Ừ, đó. Gia đình tôi. Sao? Hả? Cũng đầy đủ đàng hoàng. Đang ở với ai? Ông á, đang ở với ai? Hỏi kỹ ghê ha. Bây bạn giờ... chơi thể thao mà. Trời đất ơi, nè tướng như bạn chơi thể thao nữa, trời ơi, chạy tới chạy lui xì 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 xì, nó nghe không ra cái gì hết, bạn chơi thể thao, không dám làm bạn với bà đâu. Sao khó quá vậy? Đây nè, hỏi tôi có gia đình đàng hoàng, ở hiện tại tôi đang sống á với thằng con Út, có con dâu, hai vợ chồng nó là có hai đứa con, đó nó kêu tôi bằng ông nội, đó. Rồi hai vợ chồng nó muốn làm gì làm, muốn buôn bán gì buôn bán. Rồi hai đứa nhỏ muốn học thì học. Còn tôi thì rảnh rảnh tôi vòng 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 trong nhà. Rảnh lương hưu. Rồi đó. Nhà có phòng hết. Đó, phòng ai nấy ở, phòng ai nấy ở. Rồi vậy thôi. Là riêng hết hả? Phải gì, phải có gì chung chứ ông anh. Bởi vì người ta thường nói là gia đình một nhà với nhau phải không? Vui cùng hưởng, có quản cùng chia, phải chung với nhau chứ ông anh cứ sống một mình cô đơn lẻ loi hoài. Ôi, bây giờ chung... tôi nói ông anh nghe. Lấy tư cách là bạn chơi thể thao với ông anh. Nữa trời ơi. Thôi, bà nói rồi nói đi. Mày ông sao? Anh không biết tôi á, chứ tôi là tôi biết ông anh lâu lắm rồi. Mấy năm nay rồi. Sáng nào, chiều nào hay là tối nào hễ mà tôi ra cái sân tập thể dục á là tôi đều thấy ông anh ra. Mà mặt ông anh khó khăn quá. Người ta đi tập thể dục, người ta đi ngang qua người ta chào ông anh. Ông anh cũng không thèm nhìn. Tôi đi ngang qua tôi nhìn ông anh mấy lần, ông anh cũng thèm nhìn. Trời ơi, tập thể dục á thì phải thư giãn lên. Tập thể dục mà căng thẳng quá người ta nói ông anh khùng à. Bà nỉ mất đâm hơi, bà chọn đây nè, bà làm sao bà hiểu được cái chuyện gia đình tôi. Đây nè, đó, vợ chồng nó muốn đi làm, nó đi làm. Mấy đứa nhỏ muốn học, học. Bất quá tụi nó dòm ngó vô tài sản của tôi, để ý gì tới tôi. Mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy lo được rồi. Vậy là tôi cũng hiểu lý do tại sao anh cọc cằn rồi. Ừ. Thôi được rồi, ông anh cứ như tôi đi, cứ vui vẻ yêu đời đi. Tôi nói thiệt, ông anh thấy tôi vậy không, trẻ trung không? Bị là gia đình tôi nó đậu ngay, con cháu tôi vui vẻ sung sướng lắm. Nói gì thì nói là trung thu là tôi phải dẫn tụi đi đó trung thu thôi. Ông mà không tin ông đi với tôi ông sẽ thấy rất vui. Thôi. Là con người của ông sẽ hết khô khan cọc cằn. Thôi cảm ơn bà. Vòng vòng hồi cũng rủ đi, bây giờ nói nghe gia đình bà hạnh phúc. Thì bà hưởng cái gia đình hạnh phúc của bà. Còn gia đình tôi là mạnh ai nấy lo, mạnh ai nấy sống, ở phòng ai nấy ở. Thì cảm ơn bà để cái chuyện tôi lo ha, khỏi phiền tới bà. Ủa giờ cuối cùng này ông đi chơi trung thu tối nay hả? Ông đi chơi, trời ơi, lớn tuổi rồi mà đi chơi cái gì đâu đi chơi được cái gì? Trời ơi, thì mình cũng như là con nít, thấy nó cầm đèn thì mình cảm thấy mình trẻ trung lại. Ông anh cứ theo lời tôi đi, ông anh sẽ thấy trẻ trung. Lấy tư cách là bạn chơi thể thao. Ông anh mà ông đi là tôi xì xì tới sáng luôn á. Tôi cho bà biết ngày xưa đó, nó hồi nhỏ thì tôi mỗi lần mà tới trung thu thì tôi cũng ham vui lắm. Nhưng mà mình rồi từ từ mình lớn lên. Sao? Rồi mình lo công ăn chuyện làm. Ừ. Lo kinh tế gia đình. Ừ. Rồi bây giờ cái có con, có cái, có vợ, có chồng, có cháu chết rồi thôi cái quên luôn. Mà chuyện trung thu là để dành cho con nít. Chứ người lớn, người già như mình rồi có nghĩ tới cái chuyện đó ơi. Một năm chỉ có ngày Tết trung thu thôi. Là ông nhìn thấy là cái mặt trăng nó tròn. Rồi tụi nít nó đốt đèn. Rồi ngoài thì ta bắn bánh trung thu là ông cũng phải biết, cũng phải nhớ thôi. Một năm có một ngày mà chẳng lẽ ông không để ý tới sao ông? Để ý chứ. Nhưng mà không phải năm đó có ngày đó, ngày trung thu á, rồi bà dẫn con, dẫn cháu đi, rồi bà dạy dỗ nó. Nguyên năm bà dạy dỗ đi. Mất mới lựa ngày trung thu rồi bà dẫn nó đi để dạy dỗ nó, mới hướng dẫn nó. Trung thu nó thích cái điều gì, nó ước mơ điều gì. Để mình gần gũi nó, mình đi chơi tụi nó, gần gũi tụi nó, ông hiểu không? Thôi dày 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 ha. Bây giờ nếu mà bà thấy trung thu mà nó đẹp quá. Đó, bà thích quá. Thì bà về, rồi bà rủ chồng bà đi ha, tôi không có rảnh nha. Em ở giá lâu rồi ông anh ơi. Biết ngay, biết ngay. Nhưng mà ông anh ơi, gì nữa em đây? Có cho có cháu đầy đàn hết đó. Em giờ em chỉ vui chơi với cháu thôi. Thấy ông anh á, coi như là biết ông anh cũng là bạn thể thao. Mà ông anh không nói chuyện với ai hết á. Tưởng ông anh khùng hay là tưởng ông anh không biết nói. Ngày hôm nay tôi chọc ông anh,
để thử coi ông anh có nói không. Ai ngờ ông anh cũng nói, mà điều ông anh không vui tính thì thôi trời à. Ơi, trời ơi, chắc bây giờ là tôi lại bà quá, tôi khỏi tập thể dục, tôi lại bà quá. Bà rảnh ghê à. Nghe cái chỗ tôi tập mà thể dục với sao mà bà cứ chọc ghẹ tôi. Bà làm bà hỏi cho tôi đi chỗ khác, tôi tập, tôi tập đâu. Ông đi chỗ nào tôi theo chỗ đó. Bà ơi, tôi mắc nợ bà hả bà? Tôi tự nhiên tôi tập thể dục ở đây, tự nhiên rồi cái chiều nay bà chạy ngang vòng vòng rồi bà cứ làm bè hôm tay tôi hoài vậy. Rồi bà tôi đi đâu bà theo đó là sao? Đi đón trong thu đi. Tôi nói với bà rồi, chuyện chúng tôi phải dành con nít. Ông mình là lớn rồi, đi mắc cỡ lắm ơi. Tự nhiên tôi với bà hai đứa nắm tay đi tung tăng vậy. Coi gì được, làm như tuổi mới lớn vậy. Như xịt hoài vậy. Không đi đó mà đi hoài. Khó quá, mình bạn già với nhau mà. Có gì đâu mà ông anh khó quá phải không? Ông anh khó quá thì ông anh làm tập thể dục làm gì? Mau chết lắm. Thà ông anh là vui vẻ trẻ tôi yêu đời đi. Ông anh sẽ sống lâu. Đó, ông anh thấy tôi không? Đó, rồi ông anh nhìn lại ông anh coi. Trời ơi, già mắc ớn. Chưa thấy ngày nào nó chóng mặt như ngày này. Thôi rồi rồi rồi, bà muốn chạy ra vòng vòng đi rồi cho tôi tập cho nó khỏe khoắn rồi tôi tỉnh táo tâm hồn đi. Mà tôi suy nghĩ lại rồi tôi có đi hay không đi, thấy không? Tôi tính sao với bà đi. À, đón nhận không? Rồi rồi, cho tôi suy nghĩ ha. Mạnh bà tập, mạnh tôi tập đi. Còn mỗi lần không? À, rồi xin lỗi, suy nghĩ tính. Ha, dẫn cháu rồi là công viên chơi ha. À, biết mà biết chỗ này ha. Rồi hiểu. Rồi. Tôi nói thiệt cho ông anh á, thấy ông anh sống cô độc một mình, quen có bạn già với nhau cho vui vẻ thôi. Chọc ông anh chơi cho vui thôi, chứ ông anh muốn đi thì ông anh đi, ông anh không đi thì thôi. Tôi dẫn cháu ra đón trung thu à ha. Rồi cảm ơn bà. Tôi thấy bà nãy giờ nói chuyện nhiều quá. Bà chờ mấy đứa nhỏ bán nước suối nước xiết rồi đi ngang qua rồi bà uống mà lấy sức đi ha. Bà nghỉ cho khỏe đi chứ bà nói họ chút nữa bà khang cổ rồi bà không đi nổi nữa đó. Nhầm nhò gì ông ơi, chú Nhật Mập đi nghỉ đồng rồi đó. Bây giờ tôi mới hiểu sao mà chồng bà chết sớm á. Sao vậy? Chồng bà nghe bà nói không mà chịu gì đời gì nổi mà còn sống. Nói chồng tôi sống tôi đâu có nói nhiều đâu ông. Tôi tập thể dục mà tôi nãy giờ tôi còn không chịu nổi bà nữa. Trời ơi ông anh khó quá, gì đâu mà chịu không nổi. Mới cũng muốn là ép tim thiệt là gì bà đó. Ý gào quá ông anh. Gì? Đầu gào quá. Cái gì vậy? Cái tấm, cái gỗ xà bông. Ông chị. À, xà bông gì? À, nói nha. Cái người phụ nữ như bà đó, thường thường chị gào là gọi bằng gì? Lifebuoy. Lifebuoy. À, rồi vậy. Ông mua cái loại Lifebuoy mà chị gào á, còn nếu mà ông anh không biết á, mai đúng giờ này ra đây, chị cho một chai xài thử. Tôi ở nhà tôi con dâu với mấy thằng con cũng xài nhiều loại xà bông lắm, lâu lâu lấy đại xài ké được. Có đem nước không? Uống miếng coi. Ai mua đậu phộng không? Đó, đó nghe vậy đó. Đậu phộng! Lại con ơi! Kêu nhỏ bán nước lại luôn con ơi! Con ơi! Sung ghê ha. Trời ơi, tôi nói cho ông anh rồi, tôi chạy kiểu này 8 tiếng đồng hồ tôi chưa biết mệt mà. Bởi tôi xì. Chứ làm gì bằng biết tập cái dục đây nè. Hít thở thấy chưa, vẫn chơi cho vui thôi bé. Rồi, đây đây bà mua. Ông mua nước không? Ông không có khác. Mua được không? Bà mua nước không? Bà mua. Đây bán cho bà một chai, con đứng đợi đi. Thôi bà một chai nữa, ông kia kẹo quá, để bà mua bà tặng ông, giống như bà đập vô mặt ông gì đó. Cảm ơn bà. 3.000 chai hết con chai. Rồi đây 3.000 chai, còn đậu phộng còn nhiêu sao? Ông ơi, ông xin gom giùm con đi không? Ông muốn lấy sữa giùm con đi không? Ông không ăn xin gom, ông muốn chơi với số. Nè, bà kia kia, bà kia mua hết, bà kia mua hết, đã đang làm kinh. Thôi, con xin gom đi. Mời ông á, bà mời ông đi. Không, ông chịu ăn. Ông chịu ăn hả? Ừ, thôi được rồi. Nè, mấy đứa bán cho hết phải không? Rồi về mấy đứa nghỉ ngơi phải không? Rồi, mày nhiêu con? 3.000. Rồi, bà chơi luôn, bà bao luôn. 3.000 để đây. Tôi nhìn cây xin gom đi bà. Rồi, cây xin gom phải không? Cây xin gom rồi, để đây luôn. Vé số phải không? Rồi, bà bảo hết luôn. Ôi trời, còn đủ nhiêu tiền. Rồi, xong, giờ mấy đứa về làm gì? Dạ, thì con về đây. Tối nay thì con đón Tết Trung Thu. Ô, nghe chưa ông? Tụi nó đón Tết Trung Thu kìa. Bởi tụi nó bán cho gấp, cho lẹ để về đón Tết Trung Thu. Mà nỡ lòng nào mấy đứa mời ông mà ông không chịu mua là sao vậy? Thôi nè, nói nghe. Ông thì ông không có mua, không có ăn chi hết vậy nè, cho mấy con nè. Đó, còn nhiêu tiền lẻ nè, cho mỗi đứa nè. Cầm đi con. Hả? Nghe nhỏ nói giờ con nói gì con nói lại cho ông nghe rồi. Con lấy tiền của ông không? Dạ. Không, con không lấy tiền của ông đâu. Con chỉ lấy đủ tiền của con thôi.
con nhỏ nói là nó không lấy tiền của ông đâu, nó chỉ đủ lấy tiền bán thôi. Con nít nó có lòng tự trọng, bộ tưởng đem tiền ra dụ dỗ được hả ông? Nó dụ dỗ nào? Thì tôi cũng thấy thương mấy đứa nhỏ, tôi không có mua thì tôi cho nó tiền không được hả? Thôi uống chai đi, bao ông luôn mới là đẹp, bao ông luôn mới là đẹp. Cầm đi mà, bạn chơi thể thao với nhau mà. Nè, mấy con đi đón Trung Thu hả? À, mấy con chơi sao? Đón Trung Thu đón sao? Chơi sao? Có chơi rồng rắn lên mây gì không? Thì có. Chơi sao nói bà nghe coi. Để con tập hợp về chơi rồng, xếp hàng chơi rồng rắn nói chị Hằng nghe. Ồ, vậy hả? Nói dạ. Chị Hằng nghe nữa hả? Dạ. Ê, chị mấy đứa cho bà chơi với được không? Dạ được. Được phải không? Cho hai ông bà chơi luôn, càng đông càng vui. Ồ, vậy à? Ông nghe nó nói không? Cho hai ông bà chơi luôn, càng đông càng vui chơi không? Thôi, mình bà được rồi, chứ tôi lớn tuổi rồi, tôi mắc cỡ lắm rồi. Mắc cỡ kìa. Lớn già còn mắc cỡ. Ông lớn tuổi rồi, không như mấy con. Rồi mấy con đi chơi với bà đi ha, đón Trung Thu với bà đi ha. Nè, chơi rồng rắn nữa không? Có chơi búa lân không? Dạ có. Dạ, để bà ngắm coi nha. Mập rồi nè. Nhắm chắc luôn, thằng mập này là ông Địa phải không? Dạ. Ông Địa tùm lên cái bụng bự này phải không? Trời ơi, thằng này mập thấy ghét vậy sợ. Nó bán đứa mà nó thấy ghét vậy sợ. Còn bà Ú này coi. Rồi, bà Ú thì bự nè, phải làm cái đầu lân phải không? Tùm lên phải không? Đó. Sao ông vui vẻ yêu đời với tôi mới làm tùm lên tùm lên đó. Còn hai bà này à, bà này lùn nhỏ to này là bà nắm cái đuôi nè, còn bà này nắm cái giữa thân đầu lân phải không? Bà nói là đúng nè. Trời, có đón chị Hằng Nga chú Cụi không? Dạ có. Còn chú chị Hằng Nga, bà làm chị Hằng Nga với bà. Đúng rồi. Gì vậy chị già? Trời ơi. Nhỏ mấy nhỏ đề nghị tôi làm Hằng Nga cái làm gì ghê vậy? Tôi muốn chết với bà luôn á. Mấy con nhìn đi, bà già cằn sao làm Hằng Nga được? Già thể xác chứ tâm hồn không già. Bà làm Hằng Nga được không con? Dạ thôi, con không thích bà làm Hằng Nga đâu. Chết chào, không thích bà hả? Bà già lắm, con thích bà làm bà Tiên hơn. Hay, con vậy mà con có mắt nhìn chính xác rồi, đúng rồi. Làm Tiên được rồi, mặt dày làm Hằng Nga. Rồi thôi, được rồi, bà sẽ làm bà Tiên, thấy không? Rồi, gài, ổng làm gì đi, gài, ông đâu, làm gì? Làm chú Cụi. Tại con hỏi làm chú Cụi đó nè. Con trời ơi, đây là nhìn mặt ông già cằn rồi, sao ông làm chú Cụi được? Không có chú Cụi trẻ, thì có chú Cụi già. Nghe không, không có cụ trẻ, chỉ có cụ già. Làm đi. Dày, ha. Nếu mà ông tham gia với mấy con á, thì đây là bà Tiên đúng không? Thì ông sẽ làm ông Bụt, được chưa? Đó. À, Tiên với ông Bụt sẽ tặng quà cho mấy con, chịu chưa? Dạ chịu. Giỏi lắm. Rồi qua đây bà hỏi tiếp nha. Qua bà. Rồi, bây giờ có ông Tiên này ha, có bà Tiên với lại ông Bụt này ha. Rồi bây giờ mấy con còn muốn ai gì nữa, còn thiếu ai nữa nè? Con thiếu chú Cụi. Con nhà ba cũng làm. Ba con hả? Ba làm được không? Ba bà đi bán bánh mì, làm sao mà làm chú Cụi được? Thôi, để ba bán bánh mì, ba kiếm sống nuôi gia đình đi nha. Đừng có bắt ba bỏ cái hàng bánh mì ra mà làm chú Cụi, ba chửi chết, ba bánh đồng chết nghe chưa? Thôi giờ vậy đi. Khỏi đi, để tối nay ha, bà Tiên với Bụt á biến chú Cụi nè, biến Hằng Nga đi theo bà Tiên với ông Bụt chơi Trung Thu mấy con được không? Dạ được. Vậy là bây giờ đủ rồi ha. Có Tiên nè, có Bụt nè, có Cụi nè, có Hằng Nga nè, có bánh Trung Thu rồi nè, là vui sướng rồi phải không? Dạ. Vậy về tắm rửa thay đồ nghe chưa, có đồ mới không? Dạ có. Con không có đồ mới, có mặc đồ này được không bà Tiên? Được. Có đứa nào đồ mới thì mặc, còn không có thì mặc đồ cũ. Chủ yếu là phải sạch sẽ, thơm tho nghe chưa? Dạ. Rồi, thôi bây giờ mấy đứa đi về đi ha. Rồi mình hẹn nhau tối nay ở đây nha. Dạ. Có cần phải ra hiểu gì không? À. Biết mặt bà chưa? Dạ. Tối nay ông bà sẽ bằng áo màu gì để tụi con dễ nhận ra. Bà đã nói là cái mặt của bà vậy mà không nhớ sao mặc áo màu gì. Thôi yên tâm. Bà Tiên đây ha, sẽ tối nay sẽ mặc một chiếc áo dài kim tuyến. Ở trên đầu đổi thêm cái khăn nữa, chịu chưa? Trời đất ơi, kim tuyến đâu mà mang, mà khăn đâu mà đội sẵn vậy ông? Thôi đi, giờ dần kỹ mặt bà nè, giờ nè. Nhớ mặt bà không? Dạ. Quay bây giờ mặt ông đi. Nhớ mặt ông không? Dạ. Vậy tối nay
đây mình hẹn nhau đây nghe. Dạ. Tụi con tới ha, tụi con chưa thấy ông Tiên với bà Tiên đâu, nhắm mắt lại nghe chưa? Dạ. Rồi cái lát cái ông bà cái bay tới cùng với chú Cụi Hàng Ngang chơi thương thú mấy con nha. Dạ. Rồi giỏi rồi mấy con đi về đi ha. Dạ. Chào bà con về. Giỏi về. Rồi về tắm rửa rồi đón trung thu nha con. Rồi về về về. Tú về. Ha mua nước không? Bán sớm hết về nghe con. Thấy chưa? Tụi nó còn nhỏ mà tụi nó còn nôn tung thu. Mình người lớn mình thấy tụi nó nôn mình cũng bắt thèm bắt thương tụi nó vậy à. Công nhận hôm nay tôi mới biết là bà già mà nhiều trí tưởng tượng. Trời ơi bà hứa tụi nó là tụ hội ở đây xong rồi tôi là ông bột bà là tiên bay xuống bay bay cho giải sương đi. Thì mình nói vậy thôi nhưng mà dứt khoát là tối nay phải làm ăn bột nghe chưa. Rồi à. Còn ăn bột mặt sao. Trời ơi thì mặc đồ vậy thôi được rồi, ăn thua là ông cởi mở ra được à. Nữa cái cởi mở hoài. Tôi nói là cởi mở cái tấm lòng của ông đó. Ngay cả không phải là đám đứa nít này đâu. Mà ông thử đi, ông nghe lời tôi đi. Ông về nhà của ông á, tại sao mấy đám cháu của ông cách xa cách biệt ông? Là tại vì ông khó khăn quá, cái mặt ông lúc nào cũng đăm đăm hết đó. Ông cứ vui vẻ lên, ông gần gũi với mấy cháu hơn. Ông hỏi tụi nó nè, thích gì, muốn gì. Ông dạy dỗ tụi nó, ông cứ cởi ra đi, mệt. Cởi mở tấm lòng ông ơi. Nói cho rõ cởi mở tấm lòng. Ông cởi mở tấm lòng với mấy cháu ông đi. Tôi bảo đảm tụi nó sẽ thân thiện với ông. Tụi nó sẽ thương ông thích ông liền. Bà ơi. Hả? Có đúng như bà lời nói vậy không? Chứ ông giờ mặt tôi đi. Ông thấy mặt tôi có gian không? Có nghĩa là mình sẽ về nhà. Ừ. Rồi mình cởi mở cõi lòng ra. Ừ. Mình vui vẻ với con với cháu. Ừ. Rồi rồi. Thôi vậy tôi về tôi thử nha. Ừ. Tối nay tôi dẫn mấy đứa cháu tôi ra đây cùng chơi trung thu với bà với mấy đứa nhỏ kia. À, nhưng mà nghe. Tôi nghe lời bà đàng hoàng nha, nhưng mà tôi về tới nhà ha rồi mà tôi cởi mở cõi lòng thật sự nha. Ừ. Mà mấy đứa con mấy đứa cháu tôi nó vẫn y chang vậy á là tôi kiếm bà tôi xử à nha. Xử gì đó là lỗi tại ông. Tại vì con cháu ông đầy đủ quá rồi, ông không biết cách dạy cho nó. Ông mà không biết cách lèo lái dạy cho nó coi chừng là tụi nó hư. Ông thấy mấy đứa nhỏ này không? Con nhà nghèo không đó. Ừ đúng rồi. Mà lễ phép hay chưa? Tụi nó con một điều dạ hai điều dạ. Ông thấy tụi nó như là con có học con nhà giàu hay chưa? Bán buôn đầu đường xó chợ vậy nhưng mà nó rất là lễ phép, ông thấy chưa? Rồi chẳng bù ơi cho nhà tôi. Có mấy đứa nhỏ đủ ăn đủ uống, quần này áo nọ mà nó cứ chơi khen không bằng mấy đứa nhỏ này. Coi là cách dạy cho con cháu con đi. Rồi, bây giờ nghe lời tôi về cởi mở ra ha. Cởi mở cõi lòng. Rồi mà nếu mà không được đó, là tôi không tập thể dục chung với bạn. Bà trời ơi. Trời ơi, nhớ tối nay nha, ông bụng. Còn lâu mới không được đó. Một khi bà mà văng lưới ra là con mồi phải vô chắc trong lưới thôi. Ơi là Nga, đừng có ỷ mình là tiên là thánh rồi đi cứ kéo quốc lá sạp vậy. Mấy đứa nhỏ nó giật mình sao? Như Cụi vậy nè, đi chân không thôi nè, thấy chưa? Chú Cụi không có biết gì hết, quên rồi sao? Mình là tiên mà, làm sao mà người ta nghe được mình? Chỉ có mình mới thấy người trần có thấy được mình đâu. Nga, Nga ơi Nga, hai đứa nhỏ này hư quá, vừa học mà vừa ngủ. Không phải đâu, tụi nó mệt quá đó, đừng, tội chưa? Nghĩa là vừa ngủ mà vừa phải học. Mà nghe nói rằng là vừa học vừa ngủ vừa ăn cùng một lúc á, sao mà người trần khổ quá đi thôi. Quá. Ủa, hồi nãy mình vô đây á, mình thấy cái nhà này có một cái chị bảo mẫu nữa. Ừ. Nè, chú ơi, chú Cụi. Hả? Sao cả một cái nhà to lớn như vậy mà không thấy có người lớn? Rồi nếu như có chuyện gì thì mấy đứa nhỏ làm sao? Thì tụi mình lo. Ủa, chú Cụi nói nghe tức cười quá. Chẳng lẽ mình cứ ở hoài, ở sát bên tụi nó hay sao chứ? Mình cũng phải đi về chứ. Còn xuống đây được có mấy tiếng đồng hồ thôi mà. Nga ơi là Nga, sao mà Nga lo chuyện bao đồng không à? Ngày hôm nay là Tết thiếu nhi, tụi mình xuống để tụi mình vui chơi với tụi nó.
đứa nào chưa có điều kiện vui chơi thì mình tạo điều kiện, đứa nào vui rồi mình cho nó vui tưng luôn, hơi đâu nó bao đầu. Cái gì mà mẫu ra kìa. Tới giờ ăn rồi. Trời ơi, hai đứa vừa học vừa ngủ sao? Nè, dạy ăn cơm nè. Rồi, giỏi cô Thương nè. Dạy ăn cơm ngoan ngoãn rồi học hành giỏi thì giỏi nha. Rồi, ăn cơm nè. Con muốn học bài nữa đâu. Con muốn đi đón Tết Trung Thu. Thôi, được rồi. Bây giờ hai đứa ăn giỏi, thiệt giỏi ha. Ăn giỏi mà... Đúng rồi. Cô nè, cô làm chị Hằng Nga cho. Phát bánh Trung Thu, phát học đứa nha. Trời ơi, cái bà bảo mẫu này bà dạng miệng dễ sợ hết. Bà mà làm tới Hằng Nga là hai đứa nhỏ này nó xui tới bến. Nhưng con không thích đón Trung Thu trong nhà đâu. Đón Trung Thu thì phải nhìn thấy ông Trăng kìa. Bánh Trung Thu ngán lắm, con không muốn ăn đâu. Thôi vậy thì được rồi, hai đứa ăn giỏi thiệt giỏi rồi lát nữa về ba mẹ con sẽ dẫn con đi chơi Trung Thu nè, con chịu không? Không dám đâu, mẹ con ngày nào về cũng than mệt đó. Còn ba thì nói căng thẳng quá à. Căng thẳng là gì vậy cô? Thôi hai đứa ăn giỏi đi, lớn lên rồi hai đứa sẽ hiểu. Cụi ơi cụi, sao vậy hả cụi? Sao mà người trần khổ như vậy chứ hả? Sao mà suốt ngày cứ phải căng thẳng rồi lo lắng mà tất bật như vậy chứ? Cũng phải dành thời giờ để lo cho con cái của mình chứ. Bởi ba mẹ gì mà kỳ cục, không chăm sóc con cái. Rồi, ôi mày mỏ có người về. Để đó, vợ chồng nó về đó, để cụi. Cụi nhào ra tên cụi đánh phủ đầu, cụi đánh văng mặt hai vợ chồng nó trận cho nghe coi. Được. Thấy chưa, xíu chút xíu nữa là đánh lầm người lớn tuổi rồi, thấy chưa? Cụi sao hấp tấp quá đi thôi. Sao mình bước vô nhà, cái tự nhiên mình nghe cái mùi hương gì nó thơm thơm. À, bà sức nước qua phải không? Chứ còn gì nữa. Rồi như có hơi gì ấm ấm đó. Dạ, ông mới về. Ông nội mới về. Hai con ăn cơm phải không? Dạ, ông ăn cơm luôn không? Rồi, ông ăn sao? Nè. Hồi tập có thể dục có mệt không hả nội? Không. Sao ông lại về trễ vậy? Ông nội gặp người bạn, ông nội nói chuyện, ông nội về trễ. Thôi nè, hai đứa ăn cơm đi. Ăn cơm cho lẹ rồi ông nội dẫn cho đi chơi Trung Thu. Hay không ông nội? Ông ơi, nhưng mà không được đâu. Cậu mở dặn con là cho nó ăn rồi xong học bài xong đi ngủ ông ơi. Ngủ cái gì ngủ? Tết Trung Thu là dành cho thiếu nhi, cho tuổi thơ. Tụi nó còn nhỏ, năm một con lần cho tụi nó vui chơi đi. Học học cả đời chứ bộ. Con mẹ đi mấy con. Ông già chi lý ha. Phải như vậy chứ. Được rồi, mình sẽ theo sát gia đình này rồi mình sẽ giúp họ, đúng không? Đúng vậy. Ê, hay làm lát nữa đó, tụi mình tự dắt mấy đứa nhỏ đi chơi Trung Thu luôn. Đâu có được, phải ba mẹ dắt tụi nó đi chơi nó mới thích chứ. Kệ, mình tự dắt đi giống như bắt cóc vậy đó. Ôi, sao lại làm vậy được. Nè, xuống dưới trần để giúp người trần, chứ đừng có làm nổi loạn. Mình có tội về là Ngọc Hoàng phạt nghe chưa. Vậy thôi. Ráng ăn cho nhiều đi con. Lại có người về, lại lần này chắc chắn là vợ chồng tụi nó rồi. Trời ơi, mệt mỏi quá đi, chồng con gì đâu á, nói hoài không nghe. Mệt mỏi gì mà mệt mỏi. Mệt cái gì? U cha trời ơi, cái gì vậy? Ba, sao ba chơi ba gạt giò con ba? Gạt giò vậy mày? Hai vợ chồng bay mắt nhắm mắt mở đi vô rồi. Té đè lên tao luôn này. Nhà bữa nay bộ có hầm hố sao đi như chăn bẫy, không biết nè. Bà nói sao, mệt mỏi gì đâu. Chứ gì nữa, tôi đã nói ông rồi. Đó, nó thiếu nợ thì phải bắt nó trả tiền đi. Đó là ngày thấy gái nó dẹo qua dẹo lại là gối đầu gối 3 tháng là vừa quá rồi. Đó, 5-6 tháng mà nó chưa có trả tiền mà cũng cho nó gối đầu nữa là không biết làm sao à. Thấy gái vừa là cái không biết trời trăng mây nước gì hết. Không biết gì mà không biết. Chẳng qua tôi làm gì là mình muốn giữ mối làm ăn thôi. Vợ chồng mình nào vậy là buôn bán quá chất mà đúng không? Phải có mối này mối kia chứ. Mà dòm cái mặt nó đẹp đẽ hiền lành ai ngờ nó đi lừa gạt, nó quỵt tiền của mình. Mà thôi bà ơi, hơi lâu mà lo. Nó quỵt được gì mà tiền mình mấy cái chai quá chất đó. Nó lấy mấy cái chai đó về thuốc chết dòng họ nó chứ làm gì. Tao nói đàn ông mà miệng nó ác dễ sợ luôn nè. Gây lộn xong con vợ than vãn. Mệt mỏi quá đi. Tới chồng căng thẳng quá đi nè. Nè, tao cho tụi bay biết nha, chuyện làm ăn của vợ chồng tụi bay á, có cái gì á, có xung đột gì để ở ngoài. Tao gì, thấy không?
mấy đứa nhỏ nó ăn cơm nước tự nhiên rồi về đây rồi la ôm sờm là tụi nó ăn xong ngon miệng được. Tụi nhỏ mà cứ đem những cái chuyện bực dọc vào trong nhà làm sao nó không căng thẳng, học hành sao được. Ba mẹ, hôm nay ba mẹ cho Dũng, ông nội dẫn tụi con đi đón Tết Trung Thu nha. Đi đâu? Tết nhất gì nữa? Ở nhà, không ở đâu hết. Đi lớp học bài. Nhưng mà mấy bạn con đứa nào cũng được đi dẫn đi Tết Trung Thu hết á. Thấy không, thấy không, nói tiếng nào là cãi đó. Mày đi đâu, đi lớp học bài. Cãi hả? Không, đi lên học bài, vậy lên. Dạ, dạ, dạ. Mau. Trời ơi, đất ơi, hai vợ chồng bay kỳ vậy. Dạ, dạ. Dẫn trái chém thớt. Cái chuyện ngoài đường bực dọc rồi tự nhiên đè hai đứa nhỏ đánh là sao? Hả? Bây giờ nó đè hai đứa bay tao đánh được không? Trời ơi, thử coi ba. Nói chuyện vẫn chơi hoài chuyện con cái của con, để con dạy dỗ nó con biết mà. Biết vậy rồi. Kỳ quá, sao học hành ở trong trường rồi mà về nhà lại bắt con cái nó học, học quá nhiều như vậy thì làm sao mà nó tiếp thu? Bà vợ bà tức là tại vì mấy đứa nhỏ bị điểm kém. Coi bà mét nè. Kìa vậy đó, ba ơi là ba. Ba không có biết gì hết trơn á. Ba biết không? Đó, nó học hành sao á mà ở trong trường á là coi như là 2 tháng liền là điểm kém đó. Vợ chồng bay phải coi lại. Tao thấy nó học hành đàng hoàng, nó ngoan ngoãn mà điểm kém làm sao? Nhiều khi là cái chính... gì vậy? Hả? Ai biết đâu. Còn mày vô duyên mày. Tao đang nói chuyện với vợ mày tự nhiên mày lấy cái tay để đầu nó vậy. Đâu có. Tao thấy rõ ràng mày lấy cái tay để đầu nó nè. Trời ơi, làm gì có ai có một cái gì đó nó bóc cái tay tôi bỏ ở đây nè chứ đâu. Đó, đó chưa rõ ràng. Vừa phải thôi nghe chưa? Tao cho vợ chồng mày biết. Đó, vợ chồng bay á, tụi bay vừa phải thôi, hiểu chưa? Ha, phải biết lo con lo cái chứ phải lo làm ăn á. Ha, rồi tối ngày á là đem cái chuyện ngoài đường ra rồi chửi bới con cái, hiểu chưa? Gì vậy ba? Ba nói chuyện được rồi sao ba làm gì ba xỉ mà con quá trời vậy ba? Tao giận tao tức, hiểu chưa? Đúng. Không cần mà tụi bay mà nói gì tao cũng nói nữa. Vừa phải thôi, phải biết lo con cái. Đó, tụi bay đem cái chuyện căng thẳng vậy thì làm sao mà tụi nó học hành được? Nhiều khi tụi nó học dở cũng tại tụi bay. Sao tại sao tụi con được ba? Tụi bay đem cái chuyện ngoài đường vô đây. Đang ngồi ăn cơm, đang ngồi học bài đúng nghe vợ chồng tụi bay gây lộn thì làm sao nó chịu nổi? Nó bị phân tâm. Trời ơi, con cười không? Nó là con nít mà. Có con nít thì là con nít. Có gì đâu lo ăn lo học thôi, mắc gì phân tâm. Trời, nhưng mà con nít cần được người lớn dạy dỗ đàng hoàng chứ phải gây lộn. Sao bà thấy không? Hai vợ chồng con làm quần quật ở suốt ở ngoài chợ ở suốt rồi tối về mệt mỏi quá rồi. Đó là có mướn cô dạy cho nó đàng hoàng thì nó chỉ biết ăn học thôi, ăn học giùm con cái. Ba hiểu. Nhưng mà mấy con cái chuyện gì mà cần bàn bạc trao đổi hay là cái gì đó thì đợi tụi nó đi học hết đi, nhà vắng vẻ muốn nói sao nói, cái chuyện gì cứ cho tụi nó nghe hết. Tụi bay là những cái tấm gương mà tụi bay làm vậy làm sao nó bắt chước được, tụi nó hư đốn mai này trở thành người không tốt là tại tụi bay á. Thôi bơi ba, cái chuyện con là tụi con biết giáo dục nó, biết quản lý nó ha. Thôi không cần ba nói gì đâu, con mệt lắm rồi, con lên lầu ngủ đây. Ê, lên lầu đường này. Làm như nghe tiếng ai nhắc tôi sao trời. Lầu đường này nè, ghê quá. Vậy? Nhà này riết làm như có ma vậy trời. Trời ơi, ông này riết ổng khùng khùng điên điên sao? Thì nói vợ chồng bay coi lại. Ok. Đi. Mà ba không có đi họp, ba đi họp thì ba bị cô giáo mắng vốn mà ba mới biết. Được rồi, bữa nào tao lên vô trường, tao có chuyện học hành nó sao biết liền. Tức. Dạ. Nó mình định là để mà dạy dỗ gì vợ chồng nó. Rồi định dạy dỗ vợ chồng nó là vợ chồng nó kiếm chuyện bỏ đi. Đó, không cho mình nói được tiếng nào. Con cái bất hiếu. Đúng vậy không? Bây giờ mình người già trong nhà, bây giờ mình tính làm sao bây giờ? Chả lẽ mình phải để nó như vậy sao? Đúng không? Cụi à, bây giờ mình giúp ông phụ giáo dục, khuyên lên hai vợ chồng đó. Đúng rồi, để cụi lên đầu, cụi khuyên vợ chồng nát mới được. Đâu? Ông lo. Hả? Quán nào? Mắt nai thờ ơ hả? Phải không? Chứ quán nào? Rồi nhớ rồi, môi tím hững hờ ha. Rồi tới liền vậy đi. Mày đâu hả? À, con có hẹn với mấy đứa bạn ngoài quán nhậu á để bàn công chuyện chút xíu thôi. Ba ở nhà nghe ba. Con đi đi. Thời gian cho con cái thì không có, nhưng mà thời gian ra quán nhậu thì được. Để cụ chạy ra quán nhậu tới đó cụ quậy banh cái quán nhậu của nó luôn. Cô bình tĩnh. Trời ơi, sao có được. Nè, phải tự biết kiềm chế chứ. Mình xuống dưới đây là để giúp họ chứ không phải là để gây ra sự náo loạn của trần gian, hiểu chưa? Ôi, chịu nó hết nổi rồi, đáng lẽ hôm nay Trung Thu nó phải đưa con đi chơi Trung Thu. Đằng này giờ nó đi hẹn bạn bè nó nhậu nhẹt. Đây đây con, hai đứa ăn cơm xong hết chưa? Dạ rồi, con cho tụi nó ăn rồi. Thôi bây giờ nè, bây giờ để ông nội dẫn hai đứa đi chơi Trung Thu, chịu không? Dạ. Ông mặc quần áo đẹp hả nội? Thôi khỏi mặc gì được rồi ha. Lên mà tắm rửa thay đồ chút nữa má mày thấy được mặc ở lại nữa ha, mặc đồ ngủ nữa khổ nữa, nghe chưa? Đi. Ông nội, tại sao người ta gọi là Tết Trung Thu vậy ông nội? Đây, vừa đi rồi vừa ông nội kể cho.
Trung thu tức là lúc đó là cái là mùa trăng sáng lắm. À đúng rồi, ông nội nhớ nè, kêu là cái mùa trăng đó là giữa năm, giữa ngay mùa thu là trăng sáng đẹp nhất, trong vắt nhất, hồn nhiên nhất. Thành ra cái gì mà đẹp nhất, tươi sáng nhất là dành cho tuổi thơ. Mấy con hiểu không? Mà có câu chuyện cổ tích là có chị Hằng Nga và chú Cuội. À bây giờ nè, cô Lan ơi, bây giờ nó đi nha. Nhưng mà ông ơi, là cậu mợ la không sao không? Không sao đâu, cậu mợ la, tụi nó tu la lại cậu mợ. Cuội ơi Cuội, mình sẽ giúp cho cô vợ hiểu ra được tất cả mọi vấn đề. Còn Hằng chồng, ông chồng, giao để cho Cuội. Đúng rồi. Cô Lan. Dạ dạ. Hai đứa nhỏ đâu rồi? Dạ dạ, đi chơi. Đi đâu? Dạ dạ đi chơi Trung thu với ông nội. Trời đất ơi, cái nhà này loạn hết rồi. Chồng á thì đi nhậu, còn con á thì đi chơi Trung thu, không có xin phép gì mẹ nó hết hả? Dạ dạ. Chơi đi đâu? Ngoài. Dạ dạ chơi, chắc 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 chơi ngoài công viên. Đúng rồi. Đi, mình dẫn theo tôi nhanh lên. Dạ dạ. Đi lôi cổ hai đứa nó về, nhanh. Dạ dạ dạ. Trời ơi. Nhưng mà từ từ bây giờ mình phải chạy theo, mình coi người lớn xử lý như thế nào đây. Đi. Làm gì? Để làm phép làm gì? Làm phép thì mình bay theo họ. Trời ơi trời, thằng làm phép xong mới là qua rầm luôn rồi đi bộ. Đi, để lên, nhấc guốc lên. Đi, nhấc lên. Xong hết mọi việc chưa mà ngồi chễm chệ vậy? Làm gì vậy? Ngồi ngắm. Ngắm gì? Đèn cầy. Trời ơi lẹ đi, mấy đứa nhỏ nó tới liền bây giờ. Biết rồi mà, sao chú cụ này lăng xăng chứ không biết nữa. Nè Hằng Nga đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi. Ừ. Ê, trời, có đứa nít nào tới mà bự con dữ vậy trời? Không phải con nít đâu, mà đó là bà Tiên. Bà Tiên Trần Gia đó mà. Bà Tiên? Ừ. Trời, lòng đèn và bánh trung thu ở đâu mà có sẵn vậy trời? Trong khi đó mình đâu có đem quà ra đây. À, ông bạn chơi thể thao của mình đây nè, ông Bụt đây nè. Được nha, đem quà ra trước nha, rồi trốn mất kia nha. Tính chơi sóc mình đây nè. Chào mấy đứa, đây, đây. Quà của mấy đứa đây, đó. Cầm đi nghe, cầm đi, rồi xong. Đây, đây. Rồi, nè. Bây giờ bà nói cho mấy đứa nghe nè. Cầm đi, lát bà cầm. Nghe nè. Bây giờ đó, mỗi đứa, một bác đó, cầm mỗi đứa một cái hộp bánh này nè. Bà đó lý ra là bà thay đổi simi như là bà Tiên vậy đó. Nhưng mà làm sao? Là tại vì bà muốn đón tất cả các con về hang động của bà. Nơi đó có rất nhiều nhiều đứa trẻ đang đợi các con về để cùng nhau đón Trung thu ở nhà bà. Mấy đứa chịu không? Dạ chịu. Rồi sao? Ủa? Sao ông Bụt chưa đến hả bà Tiên? Chắc ông Bụt ham chơi, anh tới chỗ khác chơi rồi. Không phải đâu. Nè, báo cho con mấy con biết rồi chưa? Biết ở đâu mà có bánh trung thu này có lòng đèn không? Dạ không. Ông Bụt đó, ông Bụt hiện ra trước cái Bụt để cho mấy con đó. Rồi con Bụt biến đi cho bác, ông Bụt tặng cho mấy đứa trẻ khác rồi Bụt trở về đây. Còn quà bánh này thì bà để ở hang động của bà Tiên đó. Bà Tiên đón mấy con về hang động bà Tiên nha. Dạ. Không ra rồi mình đi nha. Dạ. Nè mấy con nhớ nghe chưa, một lát gặp ông Bụt quá mấy con phải cảm ơn ông Bụt nghe chưa. Dạ. Tại vì ông Bụt cho mấy con bánh nghe chưa. Dạ. Rồi chà, đứa nào cũng sạch sẽ thơm no hết nghe. Rồi ra đây, ra đây. Chào bà. Ui cha vui quá ha. Để giới thiệu với bà, đây là đó, hai đứa cháu nội của tôi. Cho đó. Cho bánh con đây đi chà. Chào bà. Hai đứa bây giờ chịu chơi với ông rồi phải không? Ra nó nhỏ nghe nè. Bà chú đáo quá. Mấy con tụ đây để tôi nói chuyện. Nè con. Nè, học quẹt nè. Nè, đang chạy nè, rồi con mồi cho mấy bạn nha. Bạn đi. Đây. Đây nè. Mồi gì nó mới đã rồi. Sao bà nói gì nói đi. Rồi nói gì? Nói đi. Rồi sao? Cha bà lo chú đáo quá ha. Hả? Ông vẫn chơi tôi vậy. Ông đem lòng đèn, đem bánh trung thu ra. Ông đặt trước để ông chơi sóc tôi mà ông nói gì tôi lo. Trời ơi đâu có đâu.
Tôi dẫn hai đứa cháu tôi ra thôi. Đi ngang giữa đường là có con bạn á, ổng mua dư lòng đèn mới cho nhỏ cháu tôi á. Chứ tôi chưa mua gì hết mà. Ủa chứ không phải ông đem lòng đèn mới thu ra cho tụi nó hả? Tôi còn định á là nhờ bà mua giùm đi rồi tiền bạc ngày mai tôi trả lại cho bà chứ. Tôi làm gì có, tôi tính là mời tụi nó về nhà của tôi ăn bánh trung thu ở nhà tôi mà. Ủa chứ này không phải là bà chuẩn bị hết trơn hả? À tôi hiểu rồi, chắc có một người hảo tâm nào đây. Nếu mấy đứa này thì hay bán buôn ở ngoài công viên nè mới tặng cho tụi nó đó. Thôi mấy con nè, bây giờ chuẩn bị xếp hàng theo bà nè. À, đó theo về bà. Hang động bà tiên bán bánh trung thu nha. Rồi, nhỏ đi trước, lớn rồi sao nắm đuôi theo bà kìa, nắm đuôi theo bà kìa, đó đó. Đó. Nhỏ trước lớn sao? Đồng đèn lên bên tay trái, nắm đuôi nhau bên tay phải. Theo bà tiên nha, biết bài Tết Trung Thu không? Dạ biết. Bà đếm 1, 2, 3 cái chưa? Dạ. 1, 2, 3. Tết Trung Thu đón đèn đi chơi, em đón đèn đi khắp phố. Ôi trời, trời đại lòng chứ con ơi. Dễ thương không? Quá là dễ thương đi. Bởi vậy tới mình treo lồng đèn khắp khắp. Trời ơi, vui quá cô ơi. Nga, cô ơi. Nga, Nga, Nga. Nga đây. Ở bên đây mới có chuyện đáng chú ý nè. Dòm cô ấy kìa, thấy không? Bây giờ coi nè nha, chắc chắn là cô ấy sẽ dí theo để bắt hai đứa nhỏ lại. Không, theo Nga nghĩ thì cô ấy đang thay đổi tính tình. Không dám đâu. Người ta nói á, giang sơn dễ đổi, tính nết khó dời. Ý gì nè, dám cá với cụi không? Cá với sao không cá? Coi nè nha, bắt đầu nè. Mắt đâm chiêu. Bước lên một bước. Miệng hả ra. Nói toàn lời xấu, nói. Cô. Ủa, gì vậy? Tôi kêu bà chỉ nói nè. Cô sao cô không la lên, để cho hai đứa nhỏ theo ông buộc bà tiên vô hang động vậy cô? Thôi, đừng có phá vỡ cuộc vui của mấy đứa nhỏ. Cô chó đi chơi hả cô? Đi, nó đi chơi kìa, chửi nó đi. Chửi nó đi, nó đi chơi kìa, chửi đi. Ừ, cho nó vui đêm Trung Thu năm nay. Đúng rồi đó cô. Thấy chưa, Hằng Nga đã nói mà. Nàng đã thay đổi tính tình rồi. Khi thấy các con của mình cũng vui chơi, cũng hồn nhiên, cũng hạnh phúc rạng ngời trên đôi mắt của chúng nó. Còn bây giờ là điều thứ hai, đó là chuyện của ông chồng. Nga nghĩ sao? Hằng Nga nghĩ rằng nàng sẽ buồn bã, hối hận, quay về nhà và trùm mền khóc. Thấy chưa? Nàng khóc rồi thấy chưa? Bà đâu có khóc, cái bà vú em khóc. Bước lên một bước, mắt long lên, vai co lên, thể hiện sự giận dữ, nói không, không việc gì phải buồn. Đi, đi đâu? Đi theo tôi ra quán nhậu, lôi cổ ông về, nhanh lên. Thôi cô. Nghe thấy cười hay chưa? Tết Trung Thu với gia đình cô ấy lạ gì. Nhưng mà ơi, chúng ta còn phải bổn phận đi chúc Tết Trung Thu cho tất cả các em nhỏ các gia đình khác. Tội quá. Sao tội? Bao nhiêu tuổi rồi? À, 18. Chắc không? 28. Chắc không? 38. Chắc không? 48. Cái mặt này lẽ ra là phải 10 tuổi nữa đó mới được đó. Trời ơi, tôi làm đi quá, tôi làm. Cái gì vậy, cái gì vậy, tôi làm. Nói chung là chưa có già đâu, mà tại không biết giữ gia giữ dáng. Đàn bà con gái phải giữ gia giữ dáng mới giữ hạnh phúc, rồi đẹp ra mới giữ được chồng. Trời ơi, mặt nhăn đó nè, bằng tay có chỉ tay, tao coi nhìn đi nè, đó
Trời ơi khủng khiếp. Sao vậy Tú? Nhìn làm vô móng tay. Thì móng tay. Móng tay cũng chỉ không. Chỉ là sao Tú làm? Là nó xấu dữ lắm rồi, nó mai một lắm rồi. Cái móng tay nó còn già hơn cái tủ đời của bà nữa, bà hiểu Tú chưa? Tú Lam nói là sao chứ trời, mình nó Tú Lam là mình săn sóc da mặt, thấy không? Mình đâu bao giờ mình để mặt trần đâu. Sáng dậy là coi như là chưa làm gì hết, là mình son phấn rồi mình mới bước sang đường đó Tú Lam. Bớt điệu lại chút đi bà. Trời ơi. Thôi được rồi, bây giờ vậy, không phải nói xấu, nói xa gì đâu. Bây giờ là tút body cho. Body là cái gì hả Tú Lam? Là thân thể, là tút nguyên từ trên xuống dưới. Đó. Cái việc Tú Lam giúp cho mình đi Tú Lam. Cái việc đầu tiên cần phải làm đó là tắm móng. Tắm móng. Hiểu không? Tắm móng là sao Tú Lam? Đây nè, nhìn lần nữa đây. Tấm móng này nó xóa cái vết nhăn trên móng tay. Chưa hết nè. Thấy không? Thì người quá thèm không. Vậy thì bây giờ làm sao Tú Lam? Bây giờ đây. Cái gì vậy? Bột tắm trắng. Cái này mình đang cần, mình đang giúp cái này nè. Đây là bột tắm trắng. Bột tắm trắng là đây. Bột này thích hợp với các chị em phụ nữ. Mọi màu da và mọi lứa tuổi có thể dùng. Nói chung tắm thì sẽ trắng. Không tắm thì không trắng. Hay quá trời ơi. Tại sao trên đời này nó có một cái thứ, một cái thuốc tắm trắng của nó hay đến như vậy chứ? Chưa hết. Tắm thì trắng mà không tắm thì là không trắng. Tắm vào thì trắng như bột năng, trắng như bột nếp, trắng như bột bình tinh, trắng như vô quét tường, trắng như bạch tạng. Ôi trắng khủng khiếp. Trời ơi tức quá, tức làm bản cho mình yêu mình rồi sao nữa, sao nữa? Chưa làm hết. Bảo đảm không dị ứng, không ngứa ngáy, không tê tái, không lử lét, không ung giọt, không đau đớn, không dễ dụa và không phù nề. Được rồi, mình thích lắm, mình thích lắm. Yên tâm, còn một điều cuối cùng rất hấp dẫn. Sao nữa Tú Lam? Sau khi tắm sẽ đẹp như tiên giáng trần, sẽ đẹp như nữ thần Hy Lạp. Được rồi, bao nhiêu mình cũng mua hết đó Tú Lam. Đây hai bà bạn tôi đây nè, hai bà bạn tôi mới đây, đây lại đây. Trời ơi, mới nói là cái nữ thần tới liền vậy. Cái anh này nó phải không? Đây nè, bây giờ mấy bà bạn tôi trong xóm tôi qua đây để tôi cho tắm trắng luôn đó. Vậy là tắm cả xóm đó phải không? Giờ em lại thấy quen lắm nha. Tú Lam không phải tắm trắng nè. Hình như là ba bán lu phải không? Ba của em bán lu phải không? Dạ. Ba là tắm lu. Em làm nail, sửa cái tên hiệu lại là Tú Lam. Có nghĩa là giữ lại cái thương hiệu đó. Quen đó. Hay lắm. Rồi sao đây? Trời ơi biết nè nè, nói nghe nè. Biết cái cô Hoài Hương, cô Hoài Hương á, Hoài Hương ở đầu ngõ mình á. Trời ơi bữa nay tôi nói thiệt với hai bà nhìn không xa. Trời ơi tôi nói bà hồi đó bà da bà nhăn bà đen đúa xấu xí mà bữa nay 60 tuổi mà giờ bả như 16 tuổi. Gì ghê vậy? Đi ra đường không biết bà hay là cháu. Vậy hả? Đẹp lắm. Đây là cô Tú Lam, cô Tú Lam đó. Sao hay quá vậy Linh? Hiểu quá. Nhưng mà thiệt đó, bữa nay tới là tại vì nãy bà này nè. Bà kêu đó mới tới đó, chứ đúng ra là không có tới. Tại vì bà Tám bà dặn đó là bán cho bà rồi là độc quyền, không có bán cho ai nữa hết trơn đó. Kỹ chị em với nhau mà. Rồi bây giờ sao nữa, trời hay lắm mấy bà ơi. Cho nên đó bây giờ nó thật ra thì xuống đây chứ cũng lo lắm. Thật ra bây giờ phải hứa đi là đừng có cho bà biết, cho bà biết là bà giết bà chết. Hứa nha. Thôi là được rồi, thôi bây giờ ngồi đi chờ để lo cho bà này xong rồi tới. Bây giờ mình sao hả Tú Lam? Trời đi chơi bà là tôi nói bà bớt điệu là giùm tôi chút xíu đi. Bà là vậy thì cầm giùm tôi bịch bột đi. Đó, bột tắm trắng bà là như thế này. Nói chung là phải 3 muỗng cà phê. Cà phê hay muỗng cái này là tôi dùng dụng cụ hành nghề, còn bà là phải dùng muỗng cà phê, hiểu chưa? Mình 3 muỗng thôi. 3 muỗng thôi, đúng rồi. Nhà có lu có khạp gì không? Có chứ, lu khạp nhà mình có nhiều lắm. Thôi mà bà lớn vậy thì cái khạp vừa rồi. Bây giờ vậy. Nhiều quá đây, làm miếng đi, ghê quá. Lấy cái khạp, chế nửa khạp nước. Múc 3 muỗng cà phê, nhớ 3 muỗng. Rồi, bỏ vô, quậy cho đều. Để cho nó nghỉ 5 phút. Cho bột nghỉ đó ha. Cho bột nghỉ, rồi xong mới treo vô. Bột nổi lên. Bột nổi lên, rồi mới treo vô. Mình treo vô. Dài lại, như ta gầy mắm vậy đó, hiểu không? Rồi, mình nhớ rồi.
nhớ khi ngập ở trong đó đó là ngâm ở trong đó phải ngập cái mặt xuống, thấy không? Để chi? Chi vậy? Bởi vì nếu không ngập cái mặt thì từ trên đây xuống dưới đây trắng, trắng. Còn từ đây ngược lên đây đen thùi lùi. Rồi, hay quá, hay quá. Hiểu chưa? Mình nhớ thì tướng làm. Muốn trắng cho lâu. Nằm bao lâu, bao lâu, bao lâu. Ừ đó, vấn đề là chỗ đó. Muốn trắng nhiều thì ngâm một tiếng đồng hồ. Nhiều một tiếng. Mà khi chịu không nổi. Ừ. 30 phút cũng được. Không không được, không được. Mình chịu được hết đó tôi làm. Được mà. Một tiếng là mình làm mình. Xin lỗi nhưng thấy khó chịu quá là phải lao đó. Rồi rồi. Đeo vàng đập vàng bả ra bả. Lao. Còn mình cũng vậy hả Lam? Mình cũng vô. Muốn phải không? Rồi được rồi, đứng lên coi. Đứng lên đi chẳng coi. 3, 6, quay 18, 21, 37, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, bà đó hả? Sao, tướng lao, đây nè. Ôi trời ơi. Nhiều hết cả đây. Có gáo dừa không? Gáo dừa, có. Rồi, múc hai gáo. Múc hai gáo. Có dừa nghe không? Vì thân hình nhỏ nhắn quá. Rồi, lấy cái nồi. Bắt lên bếp. Đổ nước vô nồi. Đó. Sên á, bây giờ đó, sên á. Bắt đầu mới bỏ bột vô, quậy. Không có sên. Làm như là mới quậy đều. Quậy như quậy hồ vậy đó. Quậy hồ. Thấy không? Rồi, xong. Để cho nó nguội. Mày lấy bột ra, trét. Từ dưới đây, trét ngược ra tới trên đây. Từ trên đây, trét dài xuống tới dưới đây. Nhớ đặc biệt mấy cái kẽ chân. Nghe không? Ừ. Đó. Ừ. Trong đây nè, ghê lắm. Ừ. Nhìn. Dạ. Thấy chưa? Ừ. Đó. Rồi. Chuyện gì? Chưa, tôi nói chưa hết. Sau khi trét, một thời gian nó sẽ châm châm ngứa. Ngứa. Nghe khó chịu. Ngứa hả? Nhưng ngứa bớt điệu, chịu quá. Không được gái. Gồng lên. Sau khi gồng mình chưa hết ngứa. Sao? Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đâu nhảy cái động tác đập là cho nó bớt ngứa ừ. Hiểu chưa ừ. Đó cái động tác nhảy là gì lắc qua lắc lại làm gì tan mỡ có như là bột này nó phải một tác dụng ừ. Nhiều tác dụng ừ. Sau khi tắm xong chẳng những trắng mà còn con thả nó lạ lùng đẹp hiểu chưa ủa vậy là xong hả thì xong thế thì sao không cho vô lưu vô khạp đi ngâm như mà bảy nè cái thầy bơ lớn như cái lu nào chứa dừa trời ủa giờ không ngâm lu chỉ trét thôi hả trét vậy là hiệu quả nó sao hiệu quả nó sao thì nói nào ngay cũng vậy thì 9-10 ai chín thanh ai xà bạch xà ai thanh ai bạch ni bạch ni thanh ủa sao kỳ vậy sao cùng giá tiền với nhau mà tại một mình nhiều hơn hiểu, ai biểu bà bữa cơm quá chi thôi vậy anh xong rồi đó nói chung thì tự suy nghĩ mà nếu mà muốn cho đẹp mà là 10 phân dạng 10 đó ơi, thì tự suy nghĩ đi kiếm cái gì ngâm vô, cầm mình vô. Ăn đây con em sao? Con nói sao? Con chỗ ngồi miếng ơi. Xen vào coi. Sao vậy tướng làm người hoài vậy tướng làm? Trời ơi, người này nhỏ nhiều thì người kia. Trời ơi, nó bự con vậy chứ trời ơi, nó dễ thương lắm mà nó khờ lắm. Hồi nhỏ đi học mình cứ ăn hiếp phải á. Mẹ làm hiếp phải hết trơn. Thôi nói nghe nè. Bà đó cần phải 3 trong 1 mới vừa à bà. Làm sao 3 trong 1? Ngồi đi nói cho nghe nè. 3 1 là sao? Cứ nói chung á nè, cái này là phần bà nè. Đó. Dữ. Vừa ngâm. Vừa trét. Nghe không? Mà vừa khuấy nữa. Nó mới đủ. Em nhớ rồi. Để bây giờ em nói cái anh coi em nói đúng không để về nhà em thực hành đó. Đúng rồi, nói nghe. Vậy nè nha, cũng như lúc đầu đó cái bột này em pha ra. Em pha da cái em quấy cho nó sần sật khô quậy đó xong cái em im chưa để nguội rồi mới trét lên để nguội mới trét luôn không cái em nhớ trét dưới đây nữa nha không tại nay sao mình đem điều hết trơn trời em trét điều hết phô trét điều xong cái em dỗ ngứa phải gồng quên ngứa rồi thế mình đâu có được giải đúng rồi mình phải gồng chưa đứng rồi đó rồi cái xong đỏ gân xong cái mình mới đi tắm đúng rồi nhảy xuống tắm trách
chắc là cái chỗ đó. Bà không có chịu cô nghe. Ngồi xuống nghe tiếp. Sao Tú Lan? Sau khi nó ngứa rồi, nhảy rồi, đập rồi, nó đỏ hết cả người rồi. Là tới cái công đoạn bà phải ngâm. Ủa anh ngâm hả? Tác dụng là chỗ đó. Công hiệu, công dụng của cho người ta là chỗ đó. Trời thấy không? Trời ơi, bà này bà như vậy nè, mà bà còn không có gì để ngâm. Bà này sao có gì để ngâm mà Tú Lan? Nhà có gì bự bự không? Em không có gì hết trơn à. Có gì ông chị? À, anh ơi! Nhà anh, ba anh bán luôn phải đúng không? Đúng rồi, bán luôn, ba tôi. Anh ơi! Vậy nè, thôi anh chịu khó đó, anh về quê ba anh đó, cái anh lựa em cái lu nào mà lớn nhất đó, cái anh chở lên đây, em chịu tiền chiên chở cho. Chị nữa kiếm gì cái lu bự bự cỡ chị luôn nữa. Ủa nghĩ sao vậy? Tám lu là ba tôi bán mà nghỉ lâu rồi, tôi bây giờ tiệm neo Tú Lam. Hết rồi, đúng rồi. Mà bà nghĩ đi trời ơi. Cái lu nào chứ bà cho vừa trời, bà trốn vô nước tràn hết trơn còn gì nữa ngâm. Thôi vậy sao bà cũng như tôi thôi. Ừ rồi vậy sao. Anh ơi cái gì vậy? Em nghĩ ra rồi, có cái này vừa với em nè. Cái hòm. Cái gì? Nhà em bán hòm. Đúng rồi. Dạ dạ dạ. Em chủ đại hòm, vợ chủ đại hòm. Trời ơi cái kích cỡ nào cũng có hết trơn á. Em nhớ rồi, bây giờ em lựa cái hòm mà lớn nhất nha. Cái em chiếc chai, sai tụi công nhân đó. Cái chiếc chai cho đừng có dò dĩ già. Cái em đổ cái thuốc này vô, nhảy chậu, ngâm trời ơi. Vậy nước lấy gì ngâm, cha. Đó, em pha ra chồng em nhảy vô. Thôi mà thôi đi. Tóm lại là vậy. Cái chuyện mà chất lượng của cái bột tắm trắng này là tôi chịu. Còn ngâm tiết hoặc quậy gì đó chuyện của mấy bà, làm sao miễn mấy bà trắng thôi. Rồi. Nhưng mà này giờ nói vậy, có thể mà sau khi mà được việc là mà trắng mà đẹp ra hay không? Đó, nhớ giới thiệu khách cho tôi nghe không? Rồi, rồi. Rồi, về nghe không? Có mà quên nữa. Tính tiền vậy chứ. À bao nhiêu? 30. 30 bao nhiêu? 30.000 100g. Vậy? Thì thôi 15.000. Nhiêu? Rồi 5.000 100g. Cái chị bao nhiêu hả Tú Lan? Nửa ký 25.000. Trời ơi, nó đẹp mà tôi tốn tiền quá. 1 ký 50.000. Đây. Còn bà này 2 ký phải không? Đây 2 ký 100.000. Khổ ghê, cái gì lấy tiền để lao cho miếng nè. Tay chi mà tiền không nè. Thôi về làm nghe chưa. Rồi đây. Đi, làm. Mình nói cái chuyện nhỏ này với Tú Lam thôi nha. Chỉ đi tâm sự một mình Tú Lam thôi. Bây giờ chị thích á, chị Bảy thích á là có một cái thứ tắm trắng nào mà đặc biệt dành cho chị Bảy thôi. Chỉ một mình mà chị Bảy biết thôi, đừng có cho hai bà này biết. Có cái nào trắng đặc biệt không? Có để em đưa sao cho nhau không? Vậy chỉ một mình chị biết thì như thế thôi. Tú Lam bao nhiêu tiền chị cũng chịu hết á. Nói nghe nè, hai bà ở đây nha. Tôi đưa Tú Lam ra ngoài cổng tôi vô liền nha. Bây giờ tao về nha. Tao về tao làm liền, tao pha, tao ngâm liền. Tao có cái hòm tao ngâm rồi. Về nha. Ủa sao vậy ta? Giờ phải tính sao ha. Ba kia mua thuốc tắm trắng hết, mà hai bà đó làm bạch xà. Sao tự nhiên mình bỏ tiền ra mình làm thanh xà? Mà mấy bé nhỏ con mới vô cái lu bất hợp bả ngâm. Còn mẹ ỷ nhà mẹ bán hòm, mới lựa hòm lớn nhất mới chui vô bả ngâm. Nhà mình đâu có gì đâu, nuôi heo không lấy gì ngâm. Nuôi heo thì nhà mình mới làm cái máng heo. Máng heo dài 1m8, mịn 1m6, chui trọng còn dư được 2 tấc. Có rồi, máng heo. Chịu đựng này cha.
thôi đừng làm chuyện bao đồng nữa. Mai đám giỗ của má rồi đó, đi qua bển sớm chút đi để làm đồ ăn cúng kiến. Dâu con phải biết bổn phận của mình. Thôi nghe, đừng chọc sùng tôi nghe. Tôi chỉ canh đến giờ tôi qua tôi thất nhang, tôi ngồi cứ phẹp cái tôi vô bàn tôi ăn luôn à. Có cái năm nào mà tôi qua bển mà tôi mận đâu. Bà dâu sao bà không biết bổn phận của bà? Cái gì bà cũng giao cho chú thím con đó hết trơn trời. Chị cả mà. Không sao ta cười hả? Cười cái gì? Xin lỗi à. Người nào á hưởng được cái đất hương quả của cha mẹ thì người đó là phải lo. Tôi hưởng bao nhiêu đâu mà bắt tôi lo. Bà nói bà không hưởng bao nhiêu thiệt không? Bà ganh nạnh phải không? Bà nói là chú thím nó hưởng cái đất hương quả với cái nhà. Vậy chứ tí cũng có chia cho mình á, là miếng đất bây giờ phóng đường ra thành mặt tiền là bà còn đòi gì nữa. Nhưng mà cái đất cái mặt tiền á là đất trống, còn đất hương quả là đất có vườn cây ăn trái. Giờ tôi hỏi bà nè, cái miếng đất vườn cây với cái nhà với miếng đất mặt tiền bây giờ cái nào ngon? Hả? Thì cái nào nó cũng ngon hết trơn hết trọi á. Cho bà ham ăn quá vậy. Ủa, tôi ăn mình tôi à? Có ông với lại hai đứa con, có ông với chứ bộ mình tôi à? Ngứa quá trời ơi, chịu sao nổi trời. Đi vô tắm đi. Trời tắm gì? Phải chịu đựng. Không có được gãi, phải gồng lên vậy nè. Rồi phải nhảy, phải lắc. Đó, 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 đủ một tiếng rồi xong xuôi. Ngâm vô ngâm một tiếng đồng hồ. Nó mới trắng, nó mới đẹp. Nói thôi chịu khó chút nữa chứ. Làm đẹp tôi nói thiệt nha, sao tôi trắng rồi nha. Tôi đi trước nha, xin sức bốc đồng đi sao tôi mới cho đâu đấy nha. Nói nghe nè, ba cái vụ mà tiền góp á, nói cho thằng Hải Hiền hết. Nó đi, nó lấy giùm nha. Nha, đi lấy, nó lấy giùm tôi đi. Trời ơi, tôi xong xuôi và tôi dưỡng da tắm tắm xong rồi thì tôi tính nha. Nhớ nha, đi vô chút đây. Trời ơi, tí đồng hồ sau đẹp như mơ luôn. Mày? Có gì đâu mày, giờ này thím te nẹt qua đây hả? Ngày mai mới đám giỗ của má mà. Giờ thím qua đây thím mời chị sớm mà. Em đi chợ rồi, tía nói ghé nói vợ chồng anh môi qua sớm chút xíu rồi tía bàn vụ xây mã lại cho má. Cái gì vậy? Bạn vụ xây mã cho má. Xây mã cho má hả? Dạ. Sao xây lại? Mùa lũ tới rồi anh. Lũ cái gì? Thím không có coi truyền hình. Sao? Thím gì thím nói lại với tía là vậy. Năm nay hạn hán bởi vì bị hội chứng thời tiết đó là El Nino, El Niño, El Niño vậy. Cho nên nó không có mưa nữa. Không có lũ, không có lụt hết đó. Làm gì mà có sạt lỡ mã mà lo xây. Mã má để từ từ rồi xây. Mấy chuyện đó vậy không mấy anh về anh nói với tía đi chứ anh thấy tính tía nói 1122 em nói qua em nói anh vậy á. Tôi nói thiệt với thím đó nha. Tôi á, đang ở trong cái buồn á, tôi đang dưỡng da. Tôi tắm trắng mà nói xong tôi không chịu nổi, tôi phải ra ngoài này tôi nói chuyện với thím mà thím nói làm sao, thím nói làm sao? Hả? Dạ. Tôi nói làm sao? Nói là nói vợ chồng anh mơ về sớm mày. Nè, thím đừng có lợi dụng nha. Cái chuyện mà coi như đang có khách khứa đông đúc, cái thím khơi ra cái chuyện mà xây mồ xây mã cho má, xong rồi vợ chồng tôi á là đàn anh đàn chị mà nói người ta đồn nói vợ chồng tôi giàu, chồng tôi phải xì tiền ra mà xây mồ xây mã. Không có chuyện đó đâu nha, không có chuyện đó đâu. Thím khôn lắm. Ủa anh nói vậy là sao? Tôi nói thím khôn. Anh nói em không có hiểu anh Bảy. Miệng lưỡi thím khôn, thím rù quá, thím nói làm sao không biết giờ thím nói gì. Chú nói gì nè tía bệnh nghe hết trơn hết rồi. Nếu là coi vợ chồng tụi tôi như con ghẻ. Xin lỗi đó nha. Là tại anh chị nói thôi chứ tía không có nghĩ như vậy đâu. Nín. Nín. Bây giờ đến lượt tôi nói nè. Thì cái tôi thầm thím lâu lắm rồi mà bữa nay tôi mới có dịp á. Ngứa quá trời. Nè, tôi nói cho thím biết nha. Thím nói làm sao chứ tía. Thím qua đi nè, tôi chửi vợ chồng tôi. Thím nói chứ cái thứ gì làm anh làm chị có tiền đi du lịch mà em nó cần tiền, nó thiếu tiền qua đây mượn mà không cho. Trời ơi, thím có biết không? Tại đây tía qua đây hết tôi chửi ung hết đó. Tại đây hai vợ chồng tôi thì muốn đổi đủ cái thứ trên trên đầu á, đập nát nhà tôi luôn. Cái tủ sắt của nhà tôi mới mua hả? Trời ơi, tới đây tía lấy búa tía vỗ không còn cái gì hết trơn á trời. Miệng lưỡi thím y như miệng lưỡi con rắn độc cho tôi nói thiệt cái thím vậy. Giờ chị nói hết chưa? Em nói là em thề với chị luôn là cái chuyện đó em không có nói với tía. Thật sự em rất là sợ tía buồn. Vậy chứ ai nói? Con của anh chị nói đó. Nó nói hồi nào?
Nó nói hồi nào em đâu có biết, nó còn đổ thừa cho em là đi đánh bài, đánh đề, thiếu nợ, thiếu nần, trần chấp. Đó, nó qua nó nói tía tía chửi em, cái chuyện anh đâu có biết là cuối cùng ngựa cũng về ngược, anh thấy không? Ngựa đâu về ngược, nè. Trời ơi, thiếp vu khống nha. Thiếp qua đi, thiếp nói hai vợ chồng tôi là ngựa, phải không? Thì ý thiếp nói tôi là ngựa, phải không? Trời ơi, em nào mà hổn thiệt chứ chị vậy? Rõ ràng miệng thiếp có nói. Ôi trời ơi, nó tự thôi. Thật sự. Làm gì mà lớn tiếng gì vậy? Sắp tới ngày đám giỗ rồi. Thôi thiếp đi về đi. Ngày mai á, tới giờ vợ chồng tôi qua. Bà đi không được thì tôi đi. Chứ đừng để trong nhà lộn xộn, nó mệt quá à. Chị nói vậy thôi em về, mà mơ nhớ qua đám giỗ năm có lần đó. Là cái vụ xây mã lại cho má là mọi người chị em mình hùng mới, chứ không có phải mình chị đâu, chị cha sợ. Cha ơi, sao mà miệng lưỡi chị ngọt quá đi. Thành ra giờ chị mới ăn hết của tía má là đúng rồi. Tôi làm dâu cho má bao nhiêu năm, tôi hiểu rằng tôi biết tính má lắm mà. Cỡ đó thì móc ruột là má cho ăn hết, cho má không để là một tí ruột nào đâu, tôi nói thiệt. Thôi chị nói anh chị nghe đi, em đi về đó. Mà má anh chị nhớ qua nha. Biết rồi. Thôi em mai mốt đừng qua đi nữa, làm phiền tôi quá. Tới đây nằm ở trong dưỡng da mà cũng không dưỡng được đó à. Còn bà nín đi. Nín gì nín? Cái miệng của bà cũng tép lặn tép lậu vậy. Tôi nói cho bà biết nha, tôi là nhịn bà riết là lấn nước. Bạn hiếp anh em nhà tôi quá à. Nè, bà nói người ta hung dữ, chứ thật sự bà mới hung dữ. Nói một cái là đứng cứa liền nè. Nè, tôi nói với mình nha. Mình nói là sao? Tôi hung dữ cái chỗ nào? Chú Ân ơi! Chú Ân ơi! Chú Ân! Chú Ân ơi! Trời ơi! Ai á! Ai á! Từ từ! Ai vậy? Dạ, tôi hả? Dạ, chú Ân hả? Mới qua tiếp. Dạ, mới qua. Chờ tôi chút. Trời ơi, tôi đang ngoài vườn á. Tôi trồng mấy cây ớt Hàn Quốc nè. Rồi mỗi lần muốn ăn ra ngoài hái cực quá, ra dọn vô đây cho nó gần, mỗi lần ăn vô hái cho nó gần. Ớt mới Hàn Quốc nữa hả? Ớt Hàn Quốc đó. Trời ơi, tưởng mấy đứa nhỏ với mấy gái đàn bà người ta làm ai nhà chú đừng ông, chú cũng làm dữ vậy ha? Cũng làm gì? Chị Thiếm nói vậy sao? Làm trứng Hàn Quốc đó, tối ngày ớt Hàn Quốc hoài. Trời ơi, Thiếm nói gì tôi không hiểu gì, tôi trồng ớt Hàn Quốc thiệt chứ không? Thiệt không ông nội? Ừ, thiệt. Ủa mà Thiếm qua đây có gì không? Định qua chú mượn ít ít rượu về đám giỗ bà nội ăn hết. Mà vô nhà đây không có ai kêu Thiếp đi đâu mà chú. À, bà đi đâu đó chờ Thiếp chờ chút xíu đi, tôi đang bận tay. Có gì lát bà về bà lấy cho mượn ha. Trời hả? Vậy thôi vậy tôi về đây chút xíu tôi qua. Thì ở chợ chút xíu bà qua liền. Ơ cô. Ơ cô có ớt nhà bố cô. Ai vậy? Chú Tao đây. Ủa. Trời ơi chú Ba sao hôm? Đó cũng gầy ba sao hôm biết. Mày thiệt sao á? Nói mày hoài đâu. Mày kêu mày kêu tao bằng mai táng đi quảng cáo dịch vụ cho tao luôn thể. Qua có gì không chú Ba? Nói nghe nè, cái mái nhà tao nó hư rồi. Ủa? Mày làm ơn mày coi, mày qua mày sửa giùm tao. Ủa mới sửa bữa hư nữa hả? Tao nói thiệt, cái ngang hạn hán mà không mưa gió gì trên hết trọi, bây giờ nước mặn nó ngập tới mấy xã kia rồi vậy ha. Bây giờ không có cái máy bơm là không giải quyết được cái gì hết. Mày qua mày mặn giùm tao. Rồi lát con lãnh con qua liền. Con có mưa qua đi chơi ha. Ơi con qua con mượn mấy lít rượu về đám giỗ bà nội hết nè. Ủa mới đám giỗ lẹ ha. Dạ. Không có ai nhà hết thì sàng sàng đi gặp nè. Ừ. Tôi ông trồng ba cái ớt đó. Ở Hàn Quốc đó. Thì không, ổng làm mọi trứng Hàn Quốc chứ ớt về xứ mình ớt bún, ớt sừng trâu, ớt hiệp bỏ ba cái phân gà ăn xé lưỡi luôn chứ ớt Hàn Quốc gì trời. Đó, chú bà sờ thấy em bả không? Trời ơi, người ta ớt Hàn Quốc nó thiệt bảo tin bà tưởng con đặt ra cái tên đó. Bởi mày sao? Mày không có đọc báo đọc chí, mày không có theo dõi đài tình hình đồ này nọ thấy không? Không nghe là vô. Cái nè bây giờ mấy cái ớt này á, hễ có kinh tế thì mình mặn thôi, chứ đâu phải đu theo hướng quại làm chi đâu. Trời ơi, cô người gì cũng được. Ai làm vậy? Cái số gì vậy? Ai vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chết cha. Có. Đúng không? Sao rồi mình nhiều búa đạn. Sao vậy? Giờ lừa qua đây đi, đứng qua bên một phe đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đừng có lâu, đừng có lâu tôi, đừng có lâu. Lâu cái gì? Ông đừng xây ra. Ê trời! Bà tâm trắng hả? Cái chết trắng, trời ơi! Cái gì chết trắng? Ai vậy? Ông nín cái miệng ông lại, ông đừng có xía vô cái vụ này. Bây giờ tôi nói cho Thiếm nghe vậy. Thiếm chạy ra đường Thiếm kiếm thằng Hớt với Hải con tôi. Dạ. Tôi đi đâu mất tiêu hồi nãy giờ tôi kiếm gần chết mà trong nhà vậy á. Tôi về nhà tôi lo hậu sự hay sao? Thôi bây giờ em đi kiếm tụi nó liền. Đi. Thôi đó đi lẹ lên, đi lẹ lên. Nhớ nghe không, Thiếm Hớt Hải gì liền kìa. Thôi em về đi. Ai chết trắng? Không ai chết trơn rồi á.
Ông là ông nhiều chuyện thú đảng, tôi không có nói chuyện này cho ông nghe đâu. Sao mày gặp tao mày cứ xỉa xóa tao hoài vậy? Không có hồn rương gì đâu, đừng có tính vô đây. Nè, mọi người nghe tôi chỉ nè. Nghe thì giữ bụng, không có được xì ra. Vụ này nguy hiểm lắm nha, nhớ nha. Tụi gì đó. Trời ơi. Làm giống gì tao cũng không hiểu luôn, nó làm như tưởng ấm nó cho mọi người phải nghe lời đó. Nghe cái cụ loi tao nè. Ngộ ghê. Trời. Nhà con tiên chạy ra chạy vô dẫn vợ chồng vậy. Mà số mình bây giờ có cái chết trắng nó vô tới nào rồi hả? Không phải, chú ba nghe không có rõ. Vậy? Không phải cái chết trắng mà người ta gọi là tấm trắng. Con nghe là tấm trắng. Sao tự nhiên quẩn tấm trắng là tấm sao ta? Bởi vậy, nói chú ba, ở bên chú ba mà chú ba. Nói chú ba nghe, chỗ chú ba biết sao? Tại giờ đây phong trào rồi, thấy không? Con chồng ớt Hàn Quốc tưởng đâu là con là hậu chứng Hàn Quốc. Rồi nói liền cái nọ tùm lum hết trơn. Mà từ giờ đó phong trào tự nhiên da dẻ đẹp gì không chịu. Bây giờ mày đặt đi tấm trắng. Tấm trắng là gì chú ba biết không? Sao? Là có nghĩa là vậy nè, đó đang da đang bình thường ha, hơi đen đen tiếp bắt đầu chét cái bột lên, cái đầu nó nạo 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 rớt rớt đen luôn, là trắng bóc luôn, giống như bạch tàng vậy đó. Vậy đó trời hả, cái xóm này giết là coi không được đâu nha. Ủa sao chú? Nhưng mà yên tâm, hễ nó nạo là nạo là phải ra máu, mà ra máu là nó phải chết, mà chết là phải dính tới chạy hồ. Chú ba, chú ba qua sửa cái máy tao á. Đúng là bệnh nghề nghiệp. Má ơi, má ơi. Ủa sao có ai nhà chứ gì kìa? Má ơi, má ơi. Để coi cái tháng này ông bả lời được nhiêu. Mượn mẹ tư nè, mày dai thiệt á. Dai gì, dai như đĩa nha. Đòi nợ đi rã cái giò, chủ lộn rã cái hồng mới đòi được. Vừa đỏ vừa trắng cái ghê vậy ba ơi, má ơi, ba ơi. Chị ông bà ơi, trong nhà con sao có cái thầy ma nó nằm chết sùm trong á. Thầy chắc ma à? Dạ có thầy ma hả? Dạ ba à, kìa ba làm sao hả? Không có làm sao hết. Bây giờ nghe chú nói, bây giờ mày ngồi đây kìa. Bây giờ nghe tao nói, bây giờ á cái thầy ma này, dạ cái thầy thôi không phải là ma, cho nên bình tĩnh không nên sợ. Thôi bây giờ con đi cho bà má con hay con báo công an luôn. Thôi. Dạ sao phải lo công an, bây giờ nghe chú nói bình tĩnh mà trời, nghe em đây nè, con không được báo công an tại vì cái xác này nó không có chủ nhân, nếu con báo công an gia đình con sẽ bị liên lụy, không có đơn giản đâu, chú sẽ báo là con giết người. Trời mày để cái này tao ăn cho, chú nói con nghe, con phải để chú ăn hả? Mày bây giờ mày chỉ bàn với cha mày là để cho tao làm cái này gọn gàng. Nhưng mà chuyện này con nghe thế nào cũng biết à. Làm sao biết được, làm sao biết được. Bây giờ nè, nếu mà mày báo công an, cái xác này sẽ đưa về huyện, người ta sẽ mổ xẻ ra, người ta sẽ moi móc ruột gan ra. Tao lấy cái gì tao ăn? Trời ơi, con phải để cho chú ăn ha? Mày thương tao đi, bây giờ mày về báo với cha mày, chú sẽ bớt 10%. Trời ơi, còn cái tiền này chú sẽ bớt 10%. Trời ơi, chuyện này mà chú đặt điều kiện nữa chú ba ơi, không được đâu. Đơn giản như vậy thôi nha, mày nhớ như vậy. Trời đất ơi, thằng quỷ sao bà, anh mày đi rồi. Đâu từ hồi sáng tới bây giờ tao kiếm mày không ra. Anh mới về. Phòng người tắt đây chứ đi về gì đi. Làm sao về đâu rồi. Mày đi đâu bà, mày với thằng em mày tao kiếm gần chết luôn ở nhà. Bao nhiêu chuyện rối bời nè. Ơi, có đi thu tiền góp cho bà nè. Tiền góp rồi đưa đây. Không được, đưa cho má mới được, không đưa cho bà được. Không được. Trời ơi, má dặn rồi. Má mày dặn cái thằng ơi bây giờ. Anh cái bàn thật để ngoài đây được không? Bàn thật để chi? Đây chi? Rồi đám ma. Đám ma ai? Cái xác chết trong này nè. Ê ê anh ơi, vô đi về. Thì sao về được? Đi về giúp tôi đi. Đây này này, tôi nói chú nghe, cái người giải quyết khỏi đang sao về được. Bây giờ chú phải nghe tôi. Thằng này nó rối gì được, anh cũng rối nữa à. Tôi biết chú rối là đúng, tại vì cái xác này là không có ai thừa nhận nó. Bây giờ chú phải lo. Nhưng mà chú phải yên, chú mà nói lên nha, tôi sẽ làm chứng. Gia đình chú liên lụy kinh khủng lắm. Bây giờ tôi để cho tôi lo cái xác này cho. Bây giờ tôi ăn cái này. Ăn gì vậy? Tôi ăn. Ừ, tôi ơi. Trời ơi, đi về tôi đi bà, tôi đâu có được mà. Bà đâu không được đâu rồi bà. Mày đi đi. Tôi là chùm ăn, mày đi ra chỗ khác. Tôi là chùm ăn xác chết mà, chú nói vậy đâu có được. Ông là kênh phải không? Quà quả phải không? Kênh quà quả gì cũng được. Bây giờ nè, tất cả mọi cái tôi lo, tôi tính 10 triệu. 10 triệu tôi đâu có được mà. Sao không được? Đi ra coi, chỗ người lớn nói chuyện mà nói hoài. Bây giờ như vậy nè,
Tôi biết chỗ hàng xóm láng giềng, nhưng chú ít khi nào chú nói chuyện với tôi, chú không biết cái tính tôi bây giờ vậy nè. Đơn giản, trong xóm bớt 10%, chú ăn 10% tiền đầu rồi còn cái gì. Trời ơi, tôi đã bớt 10% gì vậy mà 10% chết hả? Bây giờ nè, hiến mãi luôn, hiến mãi một cái bàn phật. Trời ơi, bàn phật tôi nói không có được. Làm sao không được, bây giờ chú nghe tôi nè, bây giờ nè, tôi quả hình bằng uy tín. Bây giờ nó đang nhắm mắt, tôi đưa vô uy tín, tôi cho nó mở trợn trắng lên. Gì tôi đi gì không có gì à, chưa vậy tôi biết mà anh cứ kỳ cục quá, anh phải cho tôi lo cái vụ này đây nè. Không, anh lại tôi thì chỉ cũng có một cái điều đơn giản như vậy nữa thôi, là phiến mãi hai cái phướng gì đây. Còn nếu cần là về vấn đề thầy tổng, tôi cho anh một cái cuốn băng luôn, mở 24/24 rồi sau này cuốn thân mình cứ mở. Bây giờ nha, thím phải làm chứng giùm tôi cái vụ này. Cái xác ở cái nhà này là tôi ăn rồi. Đó, là tôi bớt 10% à. Cái xác này tôi ăn rồi. À, thành thử ra đó, nếu mà nó để cái xác này cho ai ăn là tôi quậy tới cùng. Cô làm chứng giùm tôi nha. Ông đi về đi. Cảm ơn cô. Đi về cho bên tôi lại tặng thím 10. Ủa rồi ai kêu ông qua đây vậy? Ổng là kênh mà hay chỗ nào có thầy ma là ổng tới. Mà thầy ma ở đâu? Rồi bây giờ chỉ sao rồi? Thím nãy giờ thím đi đâu rồi? Trời ơi, đi kiếm thằng Hớt thằng Hải cả buổi trời không có gặp nó. Trời kiếm con chi? Mày nín đi, mày đừng có hỏi. Giờ thím 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 chờ tôi đi luôn đi. Điện thoại đi, trời ơi. Kêu xe. Ủa chuyện gì vậy? Trời ơi, chuyện gì vậy? Chị mày ơi, được không? Ủa bà mà sao không bóc máy? Thôi nó nhìn lên. Alo. Nhìn lên. Taxi phải không? Hồi nãy tôi gọi chiếc taxi vô đây nè. Tới liền đi. Tới chưa? Tới rồi mà sao nè, mình còn trả lời chứ. Tốn cuộc điện thoại, chờ chút đi. Tới chưa? Tới rồi. Vô trong bằng bó. Gì vậy? Má ai? Má mày chứ ai? Trời ơi, má hả? Trời ơi, má. Phải ơi. Vợ chồng phải ơi. Con cưng của ba ơi. Sao vắng tanh vắng ngắt vậy nè? Con à. Đám dỗ má con dọn lên bàn xong rồi, chờ vợ con qua ăn đó con. Ủa sao im ru vậy? Bãi à? Bãi! Vợ chồng thằng Bãi đâu? Trời ơi, tao điên quá rồi nè. Bữa nay là dỗ má mày. Mày ở dưới đất đẻ mày chui lên đó đi. Hà mày! 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 Cái chữ con trăm xem ngàn nghe con cũng chấp nhận, nhưng mà tía ơi bữa nay con gì đám dỗ của má không được tía ơi. Đi ngồi ghế đi, ngồi ghế đi nghỉ tía. Con có chuyện. Trời ơi, máu sản hậu tao nó nổi lên mà. Trời ơi tía, con có chuyện, bữa nay con không về đám dỗ tía, tha thứ năm sau con về trước 4 ngày luôn nha tía. Mày ở dưới đất nẻ mày chui lên hả? Tía chữ gì tía chữ? Tía mời vô đi. Dạ, tía ngồi ở đây con vô. Theo bữa nay sữa mã má mày cũng bỏ đi luôn à. Cắt sữa hả? Đồ dưới đất nẻ chui lên mà tao phá nhà tụi mày đó. Đó là trời. Cái gì vậy? Con dâu yêu quý của tía. Rồi sao ra nông nổi này nè con? Tắm trắng. Đâu? Quay mặt qua tiếng rồi. Trời ơi, tôi quay mặt lần nữa trời ơi. Trời ơi, đi. Bãi. Bãi ơi. Tiếm ơi. Tiếm ơi à. Tiếm kia đằng sau. Trời ơi. Tiếm để không? Dọc dạ. Từ từ con ơi, đừng làm tiếm sợ. Ôi, đi đâu vậy? Hả? Trời ơi! Ừ, ơi! Sao bỏ mình tao ở nhà vậy nè? Trời ơi! Dạ! Dạ! Hớt ơi! Con ở nhà coi nhà! Dạ! Má con! Dạ, má đi bệnh viện rồi, ông nội! Ngồi ngồi đi, ông nội! Gì vậy? Cái gì đó? Trời ơi! Cái gì mà sao mà... Cái gì ôm sùm trời đất vậy? Chúa! Ủa? Dạ, ủa nhà có gì mà sao tùm lum vậy con? Dạ. Má con đưa đi đâu vậy? Má đưa đi bệnh viện rồi. Vô viện rồi. Ủa sao thì tự nhiên đưa đi bệnh viện là sao hả? Dạ má con thoa kem trắng da, bây giờ nó sưng múp lên như là thằng chổng chết trôi vậy đó. Trời! Rồi đưa đi bệnh viện rồi. Nói vậy là trăm trắng gì đó phải không? Dạ. Trời ơi, bây giờ thấy không? Trời ơi,
trời, tôi khổ ghê vậy. Tự nhiên mày đặt mày xài ba cái mỹ phẩm mày bả không rõ nguồn gốc, ra đó bị dị ứng là đúng rồi. Bị nói thiệt mà vợ con mà nó mà làm cái kiểu đó tấm trắng à, ly dị liền. Trời ơi, chú ơi, không biết xài chú, bảy bả. Chú đừng nói hay. Bữa con thấy mấy cái gì ở trên xóm nè, cũng bu lại mua mấy cái bịch đó đó, mà con thấy vợ chú cũng có mua nữa đó. Có vợ cái gì? Bà mua nữa hả? Dạ. Mà phải không? Trời ơi, con nói giống chú đi được cái gì? Trời ơi, hèn chi mấy hôm nay nghi là có mà không biết không? Vợ con á, nó khiêng cái máng heo nó vô trong nhà, nó giấu len len lúc nó tắm, nó hồi này nó tắm mà biết tắm gì bây giờ. Vậy là chắc chắn rồi hả? Dạ. Trời ơi, chắc chắn rồi. Về đi coi coi vợ con sao chắc rồi. Trời ơi, chắc chắn rồi. Tôi có tắm vợ con. Nó nung nó mù nó rẻ. Trời ơi, sao không ở nhà nha. Để con chạy vô bệnh viện coi má con sao. Đi con. Đi. Trời ơi, thiệt rình mà. Chuẩn bị. Ủa, chú Chính mới lên hả? Con đám đó mà. Nó phải thông báo cho chú. Mặc dù cái xác này nó không có người nhận, nhưng mà trong nhà mình phải lo, thấy không? Nhà ai? Nói chuyện với chú nghe. Cái xóm mình không biết bị cái gì, không lục lội mà xác chết trâu đâu, cứ thả nhàn cái cho bắt ớn luôn chú. Mà thiệt con nói cho chú nghe nè, ăn xác chết là con mà, thời tới cản không nổi. Bây giờ con vô con lo cái xác này trước, xong rồi cái con lo mấy cái xác kia. Thằng ơi, bận biểu quá mà nó ôm nhôm này chú. Bây giờ con lo cái xác này. Đâu? Bãi đâu? Anh bãi đâu đâu? Đâu có xác nào đâu đây. Đưa đi hết rồi. Chú nói gì? Đưa đi hết rồi. Ai đưa đi? Thì nhà này đưa đi. Tại sao vậy? Chú chủ trương đưa cái xác này đi. Chú biết như vậy là chú đang giật chân cơm của con không? Tại sao vậy? Tại sao cái xác này hồi sáng con nói để con ăn mà bây giờ đưa cho người khác ăn? Con xấu quậy. Con sao vậy? Chú mà. Hả? Chú vô về mà. Hả? Tại sao bây giờ em dạ. Tới thiệt là đúng lúc. Bây giờ là hỏi là nói cho chú Chính nè. Dạ. Hồi sáng chính cô là cô làm chứng cho tôi, đúng dạ, không? Dạ. Là cái xác ở nhà này là tôi ăn. Dạ. Tôi đi qua tôi lo cái xác khác. Dạ. Tại sao ở đây đưa cho người khác ăn? Cái đó là lý do gì? Đâu có, đưa đi rồi. Đưa đi đâu? Đưa đi lên bệnh viện rồi. Bệnh viện cái gì? Tôi đã nói không có mổ xẻ gì hết để tôi ăn mà tại sao vậy hả? Bây giờ có cái xác mới chú ăn không? Có chăng mà. Có. Lẫm luôn. Lẫm luôn phải không? Lẫm bù. Cái này đưa đi phải bù tôi khác đúng trời thương tôi. Dạ. À. Biết xác là ai không? Chỗ nào chỉ tới đi. Vợ chú á. Cô khéo giỡn, tự nhiên đang rối mà đi giỡn. Trời. Xác bà tôi ăn sao hết? Con không có giỡn chú ơi, vợ chú thiệt. Con nói chú nghe. Tôi nói bà bày đặt bà nghe lời người ta bà đi tắm trắng. Người ta nhỏ con người ta chui vô cái khạp người ta ngâm dừa. Con bà bự chầm quam vậy là cái gì mà ngâm? Bà mới nghĩ ra kế ngộ lắm, bà lấy cái hòm. Bà té chai lại bà đổ thuốc vô bà chui vô trong đó bà ngâm. Bà ngâm cho trắng đó mà nó không trắng bây giờ là nó thấm thuốc nó nở nước ra nó sưng tấy cứng ngắc cái tổng luôn. Đó lúc bà phát hiện ra bà ngáp ngáp rồi. Rồi con mới kêu mọi người lại lôi bà ra lôi không được. Mà công nhận nhà chú đóng hòm tốt thiệt luôn. Chắc chắn lắm tôi làm rồi. Đó chắc tôi làm. Con cử 4 thằng nó nại mà văng được cái đinh ra, bà xỉu luôn. Rồi con đưa kêu 4 đứa chở bà với cái hòm lên bệnh viện rồi. Đưa lên chảnh rồi có cử 4 thằng theo là có gì lo hậu sự đó. Chở bệnh viện. Chở bệnh viện rồi mới chở đi. Bệnh viện chở đi bệnh viện rồi bây giờ chú chạy lên chảnh đi. Chở nguyên hòm. Nguyên hòm với bà đi luôn. Chứ giờ lôi ra không được thì sao? Vậy là lỗ cái hòm là bà chịu. Bảy triệu còn tốn tiền bệnh viện đó ha. Trời đất ơi. Vậy chết mẹ rồi. Chết. Tía ơi, bây giờ tía ở nhà nha. Con chạy lên bệnh viện chút xíu rồi con vòng về với tía nha. Thôi tía ở nhà. Mày dạ. Mày có nói thiệt không hay là mày giỡn với tao? Dạ không, con nói thiệt. Nằm trong hòm thiệt luôn hả? Không, có trong hòm, chở cái hòm với bả đi luôn. Thôi rồi, mày lụm cặp xanh, chuẩn bị lo phủ. Mày lo đáp cho tao nè. Đồ cái thứ đua rồi. Cha mẹ sanh sao để vậy đi. Mày đặt đi tắm trắng. Dân ruộng mà lo tắm cùng đi. Mày tắm trắng chi vậy trời.